Ngày 14 tháng 4 năm 1912, một buổi tối lạnh giá ở đâu đó trên Bắc Đại Tây Dương, trên con tàu hiện đại nhất và không thể chìm, Titanic đang diễn ra bữa tối. Hai người đàn ông ăn vận chỉnh tề đang ngồi ở một trong những chiếc bàn. Một trong hai người là nhà báo nổi tiếng người Anh. Anh kể cho người đối diện nghe một câu chuyện thú vị nhưng cũng khủng khiếp. Chuyện bắt đầu vào năm 1000 trước công nguyên ở Ai Cập cổ đại. Lúc đó, có một phụ nữ được sinh ra ở thành phố Thebes. Không ai biết bà là ai và làm gì, nhưng bà có địa vị xã hội cao. Về cuối đời, bà được công nhận là nữ tư tế của đền thờ Amenra. Thi thể của bà được ướp và đặt trong quan tài bằng gỗ, đậy bằng một chiếc nắp lớn và có hình ảnh của một người phụ nữ và những dòng chữ bí ẩn. Bà được chôn cất ở Thebes cùng với những người thuộc tầng lớp thượng lưu khác. Xác ướp của người phụ nữ này đã yên nghỉ trong gần 3.000 năm. Nơi chôn cất được che đậy cẩn thận. Vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19, một nhóm người dân địa phương đã tình cờ phát hiện ra ngôi mộ cổ này. Họ đã làm xáo trộn sự bình yên của nữ tư tế. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm sau, nhưng xác ướp đã được đưa ra khỏi quan tài và biến mất không dấu vết. Vài thập kỷ sau, một nhóm 4 người bạn giàu có từ Anh đến Ai Cập để thực hiện chuyến du ngoạn qua thượng nguồn sông Nin. Đầu tiên, họ đến thăm khu khai quật đền thờ Amenra gần thành phố Luxor. Ở đó, họ tìm thấy một cái hòm đựng xác ướp trống không. Nó khắc họa nữ tư tế với đôi mắt đen thẳm nhìn vào khoảng không hun hút. Có cái gì đó nham hiểm trong ánh nhìn của bà. Họ không biết chiếc hòm này thuộc về ai, nhưng họ đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp và năng lượng của nó, nên quyết định mua lại từ người dân địa phương. Người mua đã biến mất vào đêm hôm trước khi chiếc hòm được giao cho anh ta tại khách sạn. Một số người nói họ đã nhìn thấy người đàn ông rời khách sạn và đi về phía sa mạc. Không ai biết tại sao anh ta lại làm như vậy. Sau đó cũng không ai thấy anh ta nữa. Một người đàn ông khác trong nhóm lấy chiếc quan tài. Trong khi họ trở về nhà, một trong những người bạn đã bị thương nặng. Sau khi đến London, chủ sở hữu mới của chiếc hòm phát hiện ra ngân hàng nơi anh ta gửi toàn bộ tiền đã phá sản. Một ngày nọ, người đàn ông ấy từ một doanh nhân giàu có trở thành kẻ ăn xin. Người bạn thứ ba cũng chịu ảnh hưởng xấu của chiếc hòm cổ xưa kia. Anh ta đã mất sức khỏe, công việc và cuối cùng thậm chí cả mạng sống trong một vụ tai nạn ngay sau khi trở về London. Trước khi phá sản, người chủ đã tặng chiếc quan tài cổ cho chị gái sống ở London. Một trong những người bạn của người phụ nữ này bước vào phòng, nhìn thấy cổ vật Ai Cập và ngay lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng nguy hiểm tỏa ra từ nó. Sau đó, em gái của chủ sở hữu đã đưa chiếc hòm cho một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Người này đã chụp một số bức ảnh và đã sợ đến kinh hoàng. Anh ta nói đã nhìn thấy một nữ tư tế thật có khuôn mặt giống người trong các bức ảnh. Bà ta nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Không ai ngoại trừ nhiếp ảnh gia kia đụng vào phim của máy ảnh và cũng không ai thay đổi bức ảnh cả. Ngay sau đó, anh ta đã mất tích một cách bí ẩn. Từ đó, câu chuyện trở nên mơ hồ. Theo một phiên bản khác, em gái của chủ sở hữu đã tặng hiện vật cho bảo tàng Anh. Người đàn ông vận chuyển nó đã qua đời ngay sau đó, còn trợ lý của anh ta gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Một phiên bản nữa kể rằng vật phẩm từ lăng mộ Ai Cập được một doanh nhân giàu có mua lại. Sau đó, ba người trong gia đình anh ta cũng gặp nạn, nhà cửa bị thiêu rụi. Tin chắc rằng chiếc hòm xác ướp đã bị nguyền rủa, ông đã đưa nó cho bảo tàng Anh. Người trên tàu Titanic lắng nghe câu chuyện với sự hứng thú đến nỗi quên mất bữa tối đã nguội. Làm sao anh biết được tất cả những chuyện này? Anh ta hỏi. Nhà báo trả lời rằng anh đã nghiên cứu mọi thứ liên quan đến xác ướp và chủ nhân của nó trong vài tháng. Anh tìm thấy bằng chứng về tất cả các vụ tai nạn và ghép lại thành bức tranh đầy đủ. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Người kia hỏi. Lẽ ra cái hòm đựng xác ướp đã tìm thấy sự bình yên trong bảo tàng. Nữ tư tế được bao quanh bởi các vị vua và hoàng hậu từ các thời đại khác nhau. Tuy nhiên, làm gì có sự yên bình như thế? Các nhà khoa học và các chuyên gia về ngôn ngữ cổ xưa đã cố gắng giải mã các ký hiệu trên chiếc hòm. Họ phát hiện ra rằng hầu hết các chữ khắc trên đó đều là những lời nguyền rủa và sự bất hạnh dành cho những ai dám quấy rối sự bình yên của nữ tư tế. Hàng đêm, các bảo vệ và nhân viên bảo tàng đều nghe thấy tiếng gõ phát ra từ chiếc hòm đựng xác ướp. Tiếng gõ kèm theo tiếng khóc than và la hét. Ngoài ra, ai đó đã giải các vật trưng bày khác khắp hội trường mỗi đêm. Mọi người tin rằng linh hồn của nữ tư tế đã tiếp tục sử dụng sự ma thuật.
Sau đó, có một nhà sưu tập tư nhân bắt đầu quan tâm đến chiếc hòm này. Anh ta đã mua nó từ viện bảo tàng, không phải để bỏ vào bộ sưu tập, mà là để cố gắng trục xuất linh hồn của xác ướp ra khỏi hiện vật. Không biết anh ta đã thử làm bằng cách nào, nhưng thất bại. Sau đó, anh ta bán chiếc hòm cho một nhà khảo cổ giàu có người Mỹ. Anh này đã quyết định chuyển xác ướp đến New York và... Và sao? Sau đó thế nào? Người trên tàu Titanic hỏi với vẻ quan tâm. Vậy đấy, câu chuyện kết thúc. Nhà báo trả lời. Ý anh là sao? Chuyện gì đã xảy ra với cái xác ướp? Bây giờ nó ở đâu? Nhà báo nhìn người kia với vẻ phấn khích. Bà ấy ở đây, trên tàu Titanic, anh nói. Người kia có vẻ sợ hãi và bối rối, nhưng nhà báo xác nhận quan tài đang ở đây. Anh không nghi ngờ điều đó vì đã tận mắt nhìn thấy nó. Sau bữa tối, họ đi đến cabin. Nhà báo nằm xuống nhưng không thể không nghĩ về xác ướp. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì anh biết về nữ tư tế chỉ là lời đồn, không có lời nguyên. Khoảnh khắc cuối cùng khi anh chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy có một cú thúc nhẹ. Vài phút sau, một thủy thủ đoàn gõ cửa cabin của anh. Người này thông báo rằng tất cả hành khách phải lên boong trên vì đã có chuyện xảy ra với con tàu. Nhà báo đi ra ngoài, nơi không khí trong lành, và nhìn thấy một đám đông rất lớn. Sự hoảng loạn chưa xảy ra. Ai đó nói động cơ xảy ra sự cố. Những người khác cho rằng đây chỉ là một sự phòng ngừa mà thôi. Nhà báo hiểu ra ngay mọi chuyện. Con tàu đang chìm. Nữ tư tế đã làm việc này. Trong vòng chưa đầy một tiếng, con tàu Titanic đã chìm hoàn toàn xuống nước. Một truyền thuyết nói rằng nữ tư tế đã tác động đến thuyền trưởng của con tàu. Các thành viên thủy thủ đoàn không dám để một hàng hóa giá trị như vậy trong hầm. Vì vậy, họ đã đặt chiếc thùng có hiện vật gần chỗ thuyền trưởng. Vào cái đêm định mệnh ấy, vị thuyền trưởng muốn tận mắt nhìn thấy chiếc quan tài. Sau đó, hành động của ông trở nên kỳ quặc. Họ nói rằng linh hồn ấy đã làm đầu óc ông mụ mị hết cả. Khi con tàu đi vào vùng có nhiều băng trôi, ông không giảm tốc độ, bất chấp yêu cầu của thủy thủ đoàn. Hiện nay, chiếc quan tài thậm chí vẫn còn nằm dưới đáy Đại Tây Dương, và nữ tư tế cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên cho mình. Được rồi, thực ra thì câu chuyện này là một huyền thoại mà thôi. Không có hồ sơ hay bằng chứng cho thấy tàu Titanic chở bất kỳ xác ướp hay quan tài nào. Truyền thuyết này xuất hiện vài năm sau thảm họa. Vào thời điểm đó, có rất nhiều giả thuyết về những gì đã xảy ra với tàu Titanic. Tàu chìm vì cơ quan bí mật. Người ngoài hành tinh đã tấn công tàu Titanic. Tàu Titanic chìm chỉ để lấy tiền từ công ty bảo hiểm. Những giả thuyết điên rồ như vậy rất được khán giả thích thú. Một trong những giả thuyết này được phát triển bởi một tờ báo nổi tiếng. Các nhà báo đã đăng một bài về xác ướp bị nguyền rủa trên con tàu Titanic. Phần còn lại đã thêm thắt thêm huyền thoại kia và nó trở nên phổ biến. Một trong những nguyên nhân khiến người ta tin vào những điều đó là do tâm lý con người. Bất kỳ truyền thuyết không có thật nào cũng kể về một điều gì đó bí mật. Những điều mà mọi người không biết hoặc không nên biết. Khi một người đọc được điều này, họ cảm thấy rất đặc biệt. Vì bây giờ họ biết một bí mật khủng khiếp. Ý thức về tầm quan trọng của bản thân là lý do cho sự phổ biến của các thuyết âm mưu. Chà, cũng cần lưu ý rằng tất cả những giả thuyết này thực sự rất thú vị mà. Nhân tiện, xác ướp trong câu chuyện này là có thật và nó nằm trong bảo tàng Anh. Chính xác hơn là cái nắp bằng gỗ của quan tài có hình một người phụ nữ. Vẫn chưa biết nó thuộc về ai. Danh tính của chủ nhân cuối cùng cũng chưa được xác định. Người ta chỉ biết rằng vật triển lãm đã được chuyển đến bảo tàng vào cuối thế kỷ thứ 19. Ở đó, xác ướp xùi xẻo. Các nhân viên bảo tàng báo cáo rằng nó không mang lại bất kỳ sự không may nào. Những tiếng hét và tiếng gõ từ nắp hòm chỉ là lời đồn mà thôi. Bạn có thể đến và tận mắt chiêm ngưỡng vật trưng bày này. Dĩ nhiên là nếu bạn dám làm thế. John hoài nghi nhìn quanh trong khi bản thân trôi dạt trên một mảnh gỗ. Dưới làn nước băng giá của Bắc Cực, cứ từ từ trôi đi. John nhìn con tàu mà anh đã làm việc và sinh sống khi nó dương cao mũi thuyền lên trời rồi vỡ làm đôi, gây ra âm thanh chát chúa mà chỉ một tia sét mới có thể tái tạo được. Quẫn trí và chết lặng khi tin rằng chỉ mình anh biết được sự thật đen tối đằng sau sự sụp đổ của con tàu không thể chìm, Titanic. 5 ngày trước đó, khi tàu Titanic khởi hành trong hành trình đầu tiên, John đã làm việc chăm chỉ cùng với các đồng đội của mình trong hầm than, tích trữ than để cung cấp cho lò đốt khổng lồ của tàu Titanic.
họ đã dự trữ và tích trữ nhiều hơn những gì John từng chứng kiến trên bất kỳ con tàu nào khác mà anh từng làm việc. Nhưng đây là tàu Titanic, con tàu vĩ đại nhất từng ra khơi. Trên tàu Titanic không bao giờ có thể có quá nhiều than được. Khi họ rời Belfast và tiến về phía Southampton, có một tiếng nổ lớn bên dưới boong tàu mà thủy thủ đoàn không hề chú ý đến. Lò nung đang gầm rú, tua bin quay, đẩy tàu Titanic về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Thủy thủ đoàn gieo hò khi con tàu tiến về phía trước mà không hề hay biết về tiếng ồn lớn liên quan. Đến Southampton, Greg lên tàu cùng hàng trăm hành khách khác. Với 13 năm đi biển, kinh nghiệm phong phú của ông bao gồm vai trò thuyền trưởng trên 6 con tàu trước đây, sẵn sàng cho thử thách mới trên con tàu vĩ đại nhất từng được chế tạo. Ông rất mong chờ thử thách tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Greg lên tàu với rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là khi chèo thuyền qua Bắc Cực. Vai trò của ông rất quan trọng trong thủy thủ đoàn, do ông hiểu biết về các vùng biển xung quanh Bắc Cực. Greg sẽ là người quan sát chủ chốt khi họ chuẩn bị băng qua con đường nguy hiểm của hẻm băng trôi. Greg có một số lo ngại về chuyến đi này. Quỹ đạo của trái đất dần gần với mặt trời và mặt trăng, gây ra thủy triều cao hơn. Điều này sẽ làm cho các tảng băng trôi nổi bật hơn, làm chúng trôi xa hơn về phía tuyến đường của tàu Titanic khi chúng hành trình đến New York. Khi đánh giá tháp quan sát và kiểm tra các thiết bị sẵn có, Greg không tìm thấy ống nhòm ở đâu cả. Điều này khiến ông lo lắng, nhưng các thủy thủ chỉ cười nhạo Greg. Một thủy thủ cười, nếu băng tàu thiếu đá viên, ta cứ đâm xuyên băng trôi mà lấy thôi. Greg không thấy vui mấy khi nghe những lời đó. Nóng lòng muốn biết lý do tại sao họ lại thiếu trang bị, nhất là khi chúng đóng vai trò quan trọng như vậy trên con tàu này, Greg hỏi thêm. Đáng buồn thay, viên sĩ quan có chìa khóa tủ cung cấp ống nhòm đã bị loại khỏi phi hành đoàn vào phút cuối. Greg không thể tin được điều quan trọng này lại bị bỏ qua. Đối với một con tàu hùng mạnh với đông người trên tàu thế, băng qua một con đường đặc biệt nguy hiểm, điều này thật vô nghĩa. Tuy nhiên, do không muốn bị phạt vì đột nhập vào tài sản của con tàu, Greg đã bỏ qua điều đó, hy vọng rằng, cuối cùng, nếu dự kiến có tảng băng trôi, một cuộc gọi cảnh báo sẽ được gửi tới thuyền trưởng để thông báo về bất kỳ mối lo ngại nào. Greg không biết rằng đã nhận được một cảnh báo, thông báo về những nguy hiểm đang chờ đợi, nhưng bức điện không cung cấp tiền tố bắt buộc để đảm bảo được chuyển trực tiếp đến thuyền trưởng. Vì vậy, cảnh báo quan trọng đã bị bỏ qua. John và thủy thủ đoàn của anh ở dưới boong chuẩn bị khởi hành, khởi động động cơ. Anh ta nhận thấy lượng khí thải dày đặc, quá nặng so với lượng khí từ các lò nung. Thủy thủ đoàn đã tìm kiếm khắp các boong dưới. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, họ đã xác định được nguyên nhân gây ra khí thải. Đó là một đống than bốc cháy trong hầm than. Không rõ nó bốc cháy từ khi nào, khối than rõ ràng đang âm ỉ, dần dần tăng kích thước. Lượng than âm ỉ nhiều đáng lo ngại. Báo động đã được nâng lên và cảnh báo một sĩ quan để xem xét vấn đề. Sĩ quan này đã đánh giá thiệt hại và xác nhận với thuyền trưởng rằng vụ việc được coi là không đáng lo ngại vì chỉ gây ra thiệt hại nhỏ thôi. John không chắc chắn về đánh giá này lắm vì anh biết rằng trong những không gian hẹp được bao quanh bởi những vách ngăn bằng sắt, môi trường giống như lò nướng sẽ phát sinh khiến nhiệt độ tăng theo thời gian. Con tàu Titanic sẽ lao về phía trước. Điều này vô lý với John vì họ vừa mới khởi hành từ Southampton. Anh chắc chắn rằng họ sẽ quay lại thôi. John và thủy thủ đoàn của anh được lệnh xúc than đã đốt sẵn vào lò và tiếp tục xúc cho đến khi bao phủ hết than đang cháy âm ỉ. Đó là một nhiệm vụ khó khăn và có thể phải thực hiện trong suốt cuộc hành trình. Việc nạp than liên tục sẽ đảm bảo các tua bin quay với tốc độ nhanh và ổn định, nhưng đó không phải là mục đích thiết kế ban đầu của Titanic. Nó được thiết kế như một chiếc tàu chở khách sang trọng, chứ không phải để phá kỷ lục tốc độ. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn sẽ nhiệt tình không chỉ thừa nhận Titanic là con tàu không thể chìm, mà còn là con tàu nhanh nhất. John và đồng đội tiếp tục xúc than vào lò trong vài ngày. Nhiệt độ bên trong mũi tàu ngày càng nóng hơn. Vách ngăn chịu nhiệt quá lớn khiến các đường nối trên tường sắt và đinh tán trở nên yếu đi. Hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa thôi, John cười, cố gắng vực dậy tinh thần của các đồng đội khi họ làm việc không mệt mỏi. Nhưng trong lúc họ đang cười đùa và mong chờ đến đất liền, họ đã vô tình đến gần đích cuối cùng của mình.
Tàu Titanic đang lao nhanh qua vùng biển yên tĩnh. Greg nhìn về phía trước, phía trên tháp canh, để mắt quan sát vì lúc này họ đang ở trong lãnh thổ tảng băng trôi. Bất kể đường đi thông thoáng, chân trời giả có thể xảy ra, tạo ra sự nhầm lẫn về khoảng cách thực sự của các vật thể ở xa. Khi họ di chuyển trong vùng nước của dòng chảy vịnh vào dòng hải lưu Labrador lạnh hơn, các cột không khí nguội đi từ dưới lên trên, tạo ra sự đảo ngược nhiệt. Áp suất không khí cực kỳ cao này đảm bảo không có sương mù, mang lại tầm nhìn rõ ràng. Nhưng sự đảo ngược nhiệt có thể tạo ra ảo ảnh quang học, hiển thị đường chân trời ở xa hơn, xuất hiện cao hơn ở khoảng cách xa, che khuất bất kỳ vật thể nào có thể đến trước nó. Những chân trời giả trên biển này dễ dàng che giấu bất kỳ tảng băng trôi nào có thể đến gần. Greg biết rõ sự nguy hiểm của vùng biển yên tĩnh ở Bắc Cực. Anh thích vùng nước dữ hơn, nơi dễ dàng phát hiện các tảng băng trôi trong sóng hơn. Nhìn từ đài quan sát, Greg đang nhìn về vực thẳm tối tăm phía trước. Đột nhiên trong vòng một dặm, ngay phía trước, một hình ảnh ghê rợn nhanh chóng hiện ra từ vùng nước tối xung quanh. Phía trước có băng trôi kìa, Greg hét lên với thủy thủ đoàn của mình. Người này nhanh chóng gọi người lái tàu và hướng dẫn họ lái mạnh sang mạn phải. Người lái tàu đã nhận được cuộc gọi. Trong lúc căng thẳng như thế này, anh đã quay bánh lái ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó, anh nhận ra mình đã quay nhầm hướng bánh lái và nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Con tàu hướng về phía tảng băng trôi, rẽ sang mạn trái trong khi giảm tốc độ. Mặc dù có độ trễ khi quay bánh xe, tín hiệu phát ra với khoảng cách ngắn và tốc độ nhanh của họ, nhưng điều đó có thể không tạo ra khác biệt mấy. Khi đến gần tảng băng trôi, có vẻ như họ đã bỏ lỡ nói nhưng hơn 87% tảng băng trôi lại nằm dưới nước. Và khi họ đi dọc theo mạn tàu, lớp băng ẩn bên dưới vơ vào mũi tàu bên mạn trái, xuyên qua thành thân tàu với một vết rách dài 1 mét vuông. Con tàu rung chuyển và tất cả mọi người trên tàu đều nhận thấy có gì đó không ổn. Giữa sự bối rối và sợ hãi, họ không hề biết gì về thiệt hại cả. Khi họ tập trung lại, 6 trong số 16 khoang nhanh chóng bị nước biển lấp đầy. Thân tàu chỉ có thể chứa được 4 khoang ngập nước trước khi chìm thôi. Thời gian trôi đi, tàu Titanic lao xuống vực sâu. Vách ngăn bị suy yếu với các cột thép và đinh tán bị nung nóng vỡ dưới áp lực và sự thay đổi nhiệt đột ngột từ làn nước lạnh như băng. Lời kêu gọi rời tàu được phát đi. Xuồng cứu sinh đã được chuẩn bị hạ thủy trong khi tín hiệu trợ giúp được gửi đến các tàu gần đó. Người điều hành đài đang ngồi một cách tội lỗi, liên tục gọi đến cho một con tàu gần đó đã liên lạc với tàu Titanic gần đây, có liên lạc ổn định với con tàu này trong vài ngày qua, đưa ra cảnh báo về tảng băng trôi kể từ khi tàu Titanic khởi hành từ Southampton. Tin nhắn cảnh báo cuối cùng nhận được chỉ 1 giờ trước. Khi nhận được cảnh báo cuối cùng, người điều hành đã đáp lại một cách thiếu hiểu biết là anh im đi, cho rằng những cảnh báo của họ về tảng băng trôi là vô nghĩa. Sau phản ứng đáng tiếc này, con tàu đã tắt đài và tắt sóng vô tuyến. Con tàu gần nhất đang phản hồi tín hiệu cấp cứu của họ cách đó những 800 km, quá xa để có thể hỗ trợ kịp thời. Có vô số sai lầm đã gây ra kết cục tồi tệ của Titanic, cho dù chúng có góp phần trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Bi kịch nhất trong số đó là tổng số hành khách trên tàu, 2.224 người, chỉ có đủ thuyền cứu sinh để giải cứu 1.178 người, tức là gần một nửa số hành khách thôi. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, một ngày mùa xuân tràn ngập nắng ấm, bạn là một trong những hành khách hạng nhất trên tàu Titanic và con tàu đang chuẩn bị khởi hành từ Southampton. Hãy tưởng tượng sự phấn khích của mọi người, không khí mùa xuân trong veo, âm thanh của biển cả. Bạn đang đi dạo trên boong cao nhất của Titanic thì nhìn thấy xuồng cứu sinh. Khi đếm số xuồng, bạn nhớ lại sức chứa của con tàu, hơn 3.000 người một chút. Khoan đã, nhưng có đủ xuồng cứu sinh cho tất cả mọi người trên tàu không? Hãy xem xét các con số nhé! Titanic có thể chở tổng cộng 64 xuồng cứu sinh và chỗ xuồng này sẽ thừa đủ cứu tất cả hành khách trên tàu. Nhà thiết kế trưởng Alexander Carlisle đã lên kế hoạch trang bị cho con tàu 48 xuồng cứu sinh, nhưng cuối cùng Titanic chỉ có 20 chiếc. Vào thời gian đó, số lượng xuồng cứu sinh không đủ cho tất cả hành khách không phải là việc bất hợp pháp. Nguyên nhân là số lượng xuồng cứu sinh cần thiết được tính toán dựa trên trọng tải của tàu chứ không phải sức chứa hành khách. Nói về Titanic, người ta chọn số xuồng này vì ít xuồng thì nhìn boong sẽ đỡ chật chội, có thẩm mỹ hơn với những hành khách thượng lưu
và cao cấp của con tàu. Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng về xuồng cứu sinh, Calypso đã nghỉ việc. Quang cảnh hành khách thoải mái dạo chơi trên boong tàu Titanic thật vui mắt, nhưng cuối cùng thì điều đó có xứng đáng không? Vào năm 2012, một thế kỷ sau khi con tàu đắm, các tài liệu mới liên quan đến vụ việc thiếu xuồng cứu sinh tai tiếng đã được hé lộ. 5 tiếng trước giờ ra khơi của con tàu, một thanh tra an toàn tên là Maurice Clark đã đề xuất bổ sung thêm ít nhất 10 xuồng cứu sinh vào. Nhưng vì chủ tàu rõ ràng là muốn đi đúng giờ nên lời khẩn cầu của anh ta đã bị ngó lơ. Người ta cũng cảnh báo rằng nếu không giữ bí mật chuyện này thì anh ta sẽ bị sa thải. Nhìn lại thì nếu chủ tàu chịu làm theo lời khuyên của anh thì ước tính đã có khoảng 700 người nữa sẽ được cứu sống trong đêm đó. 20 xuồng cứu sinh mà bạn đếm chỉ có thể chở được 1/3 số hành khách, dù có tải hết công suất. Nhưng thật bi thảm, một số xuồng lại chỉ chở 12 hành khách, trong khi mỗi xuồng có thể dễ dàng cứu được 65 người. Như thêm dầu vào lửa, thuyền viên Titanic đã không được đào tạo bài bản về cách sử dụng thiết bị hạ xuồng cứu sinh. Đó là lý do xuồng được hạ thủy rất chậm, không đúng quy trình và đôi khi không có sự giám sát đạt chuẩn. Trong số 20 xuồng cứu sinh, chỉ 18 xuồng được đặt nổi chính xác. Ngoài ra, hành khách không được thông báo về các biện pháp an toàn. Lẽ ra người ta đã phải tổ chức một cuộc diễn tập trên xuồng cứu sinh vào ngày 14 tháng 4. Nhưng cuối cùng thuyền trưởng đã hủy bỏ sự kiện này. Một trong nhiều lời đồn đoán về Titanic và kết cục thảm khốc của nó cũng liên quan đến sự thiếu hụt số lượng xuồng cứu sinh cần thiết. Hồi đó, chưa có điều luật hàng hải nào quy định rằng phụ nữ và trẻ em được ưu tiên xuống xuồng cứu sinh trước. Nhưng đó là nguyên tắc cơ bản của xã hội trong những trường hợp như đắm tàu. Chẳng bao lâu sau khi Titanic chìm dưới vùng biển Đại Tây Dương băng giá, tin đồn bắt đầu lan rộng. Người ta đồn rằng một số người đàn ông tuyệt vọng đã ăn mặc giống phụ nữ vào những giây phút cuối trước nửa đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912. Họ muốn có suất lên xuồng cứu sinh và có cơ hội sống sót. Dẫu vậy, người ta cũng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy đã có nam hành khách của Titanic làm việc này. Trong bất cứ trường hợp nào, điều gì đã xảy ra với 20 xuồng cứu sinh trên tàu Titanic sau khi con tàu va phải tảng băng trôi? Những gì chúng ta biết là tất cả 20 thuyền đã được hạ thủy từ 12h40 đến 2h15 sáng với tổng cộng 718 người trên tàu. Vào thời điểm họ được tàu Aramis Carpathia giải cứu vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chỉ có 705 là người còn sống. Các thủy thủ đoàn của Aramis Carpathia đã tốn hơn 4 giờ 30 phút để đón tất cả các hành khách và 13 xuồng cứu sinh. Con số này nhiều như số lượng mà tàu cứu hộ được phép chuyên chở. Số xuồng cứu sinh còn lại, không có hành khách nào đã trôi dạt trên biển. Những xuồng trục vớt sau đó đã được trao lại cho White Star Line, công ty vận tải biển của Anh điều hành con tàu Titanic. Kỳ lạ thay, sau khi được trả lại, dường như chúng đã biến mất khỏi các hồ sơ chính thức. Hình ảnh cuối cùng về 13 con xuồng cứu sinh là khi chúng được dỡ xuống tại cảng New York. Đáng buồn và trớ trêu thay, đó là nơi mà đáng lẽ ra con tàu Titanic phải đến vào ngày 18 tháng 4 năm 1912. Sau đó, người ta đã gỡ bảng tên Titanic và mọi dấu vết cho thấy sự liên kết với con tàu bi thảm khỏi chỗ xuồng này. Một số nguồn tin cho rằng những con xuồng đã bị phá hủy, nhưng liệu có thật sự là như vậy không? Số phận của một chiếc xuồng cứu sinh nọ đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi. Collapsible Boat A, con xuồng cuối cùng rời khỏi tàu Titanic, đã được Aramis Oceanic trục vớt một tháng sau vụ tai nạn. Lúc đó, nó cách nơi Titanic đắm tận 322 km. Ngoài ra, trên thuyền còn có một dải băng đám cưới có khắc dòng chữ Edward to Gerda, một dấu hiệu đáng buồn về cặp đôi bị mất tích trên biển sau khi cố gắng thoát khỏi con tàu Titanic đang chìm. Sau đó, cái tên trên dải băng được xác định là Edward và Gerda Lindell. Cặp đôi này đang đi từ Thụy Điển đến Mỹ để xây dựng cuộc sống mới. Có người cho rằng, thực tế là ông Lindell đã lên được Collapsible Boat A, nhưng vợ ông thì không may mắn như vậy. Không ai còn nhìn thấy cặp đôi đáng thương này nữa và dải băng đám cưới đã được gửi lại cho cha của Gerda. Việc trục vớt con tàu Collapsible Boat 8A đã được ghi lại trong cả hai bức ảnh do thủy thủ đoàn trên Aramis Oceanic chụp và bằng lời kể chi tiết được viết tay của một hành khách. Người đó khẳng định rằng chiếc xuồng cứu sinh trông giống một miếng gỗ bị sóng đánh dạt hơn là một chiếc xuồng hẳn hoi. Xuồng cứu sinh đầu tiên được hạ xuống từ Titanic là xuồng số 7. Nó được mệnh danh là xuồng cứu sinh triệu phú. Có tin đồn rằng 12 hành khách trên xuồng này đã hối lộ thủy thủ đoàn để không cho ai khác nhảy vào cùng. Và năm 2015,
Một số món đồ được khôi phục từ xuồng cứu sinh này bao gồm thực đơn bữa trưa, một tấm vé và một bức thư của hành khách đã được mang ra đấu giá ở New York với số tiền lên tới 70.000 đô la. Ngay sau khi thảm họa Titanic xảy ra, mọi con tàu đều bắt buộc phải được trang bị đủ xuồng cứu sinh để chở toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn. Nhiều khả năng các xuồng cứu sinh khá mới của Titanic vào thời điểm đó đã được tân trang để sử dụng trên các con tàu khác, chẳng hạn như RMS Olympic, vốn là tàu chị em của Titanic. Một số xuồng có thể đã được bán cho những người sưu tầm hoặc bị bỏ quên đến mục nát. Suy cho cùng, người ta cũng coi chúng là vận rủi và hầu như chẳng ai muốn sử dụng chúng trên những con tàu khác. Thật không may, thông tin về vị trí của chúng rất khó xác nhận. Chủ của các xuồng cứu sinh không đưa ra lời khẳng định chính thức nào sau khi chúng được giải cứu. Tuy chẳng còn lại chút tàn tích nào của xuồng cứu sinh ban đầu, nhưng các bản sao với kích thước đầy đủ vẫn được trưng bày trong các bảo tàng ở Falmouth, Anh và Belfast, Bắc Ireland. Trên thực tế, một trong số ít các xuồng cứu sinh của White Star Line còn tồn tại không thuộc về Titanic, nhưng nó có một mối liên hệ lớn với con tàu bị nguyền rủa. Đây là chiếc xuồng số 6 đã được khôi phục từ RMS Oceanic. Xuồng này đã giúp khôi phục Collapsible Lifeboat C của Titanic. Người ta đồn rằng nó thuộc về một nhà sưu tập tư nhân. Nhưng tương tự như các xuồng cứu sinh của Titanic, hiện nay chúng ta không biết gì về vị trí của nó. Về phần biển tên và các dấu hiệu nhận biết khác của xuồng cứu sinh, White Star Line đã giữ nguyên. Vì một số món đồ này đã được đấu giá sau đó và bán cho các nhà sưu tập, có vẻ như Rick Springfield cũng đã nắm giữ một bảng tên. Có một bảng tên nọ đã bị mất tích vào thời điểm các nhân viên của White Star Line đến xuồng cứu sinh. Đó là biển tên của xuồng số 8 do một thủy thủ tên là Thomas Jones đảm nhiệm. Sau đó, ông đã tặng nó cho một người sống sót khác của Titanic, nữ bá tước Rose, cùng với một lá thư thừa nhận sự gắn kết đã hình thành giữa họ trong đêm đắm tàu. Bạn có thể tìm thấy những món đồ tương tự được trưng bày trong các bảo tàng như Bảo tàng và Trung tâm Nghệ thuật Lairn ở Bắc Ireland hoặc Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật thành phố Worcester. Công bằng mà nói, một số chuyên gia khẳng định rằng dù có nhiều xuồng cứu sinh hơn trên tàu Titanic thì người ta cũng không có đủ thời gian để hạ thủy tất cả. Vụ va chạm nghiêm trọng như thế đấy. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh sau khi con tàu va phải tảng băng trôi. Vậy nên, việc còn nhiều người sống sót như vậy quả thật đã rất sửng sốt rồi. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, đám đông tụ tập tại bãi biển Southampton để vẫy chào con tàu lớn nhất và danh giá nhất thế giới thời ấy, RMS Titanic. Giá vé dành cho phòng đắt nhất, phòng khách hạng nhất là 4.350 đô, tương đương 70.000 đô ngày nay. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 5 ngày sau khi rời bến, con tàu đã bị Đại Tây Dương nuốt chửng. Vậy hãy tua lại và khám phá xem chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm định mệnh đó nhé. Vị thuyền trưởng muốn lập kỷ lục tốc độ cho chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu và đến đích sớm. Vì nghĩ rằng con tàu không thể chìm, nên ông ấy đã lái hết tốc lực vào vùng biển Bắc Cực tăm tối. Sau khi thấy tảng băng trôi, trong nỗi tuyệt vọng, thủy thủ đoàn đã cố gắng lái tàu ra xa để tránh va chạm. Nhưng tàu Titanic lúc đó đang di chuyển quá nhanh và tảng băng đã xé toạc mạn tàu, tạo nên một lỗ hổng lớn trong thân tàu. Nó không phải là một vết rách liên tục, mà có đến vài chỗ hư hỏng. Tổng cộng, vết rách đó kéo dài theo một vùng khoảng 90 mét. Nhưng các nhà thiết kế của con tàu đã chuẩn bị cho viễn cảnh va chạm và bổ sung các khoang kín nước ở hai mặt của tàu. Chúng đóng vai trò như những khu vực đệm. Tàu có thể bị thủng 4 trong số các khoang kín này mà vẫn nổi. Nhưng do tảng băng xé rách mạn tàu của Titanic nên nó đã làm thủng tới 6 khoang. Những khoang này không cao bằng tổng chiều cao của tất cả các boong và không kín hẳn ở bên trên. Đó là lý do tại sao khi nhiều hơn 4 khoang bị ngập, nước sẽ tràn qua đỉnh các vách ngăn và làm ngập các khoang còn lại rồi khiến con tàu chìm xuống đáy biển. Nó giống như việc bạn rót nước tràn các khay đá vậy. Nhưng nếu va chạm xảy ra trực diện thì liệu tàu có chìm không? Việc va chạm đã được tính đến trong quá trình thiết kế các con tàu và đa số tàu đều có vách ngăn va chạm ở mũi. Nói chung, nó giống như thanh cản hoặc vùng hấp thụ xung lực của ô tô. Đó là một đặc điểm an toàn có thể chịu được cú va chạm trực tiếp.
mũi tàu đã có thể hấp thụ một phần tác động, và vài chuyên gia còn cho rằng nếu tàu bị đâm trực diện thì chỉ có 2 đến 4 khoang kín nước sẽ bị ngập mà thôi. Vì vậy trên lý thuyết, tàu Titanic có thể đã không chìm, thậm chí còn có thể tiếp tục đi đến điểm đích nhưng với tốc độ chậm hơn trước nhiều. Tuy nhiên, lực va chạm trong trường hợp này có lẽ là rất lớn. Tuy hành khách có thể bị lực này gây chấn thương, nhưng họ vẫn có thể ở trên tàu để các tàu khác đến cứu, chứ không nên nhảy xuống vùng nước băng giá của Đại Tây Dương. Ấy vậy mà một trong những nhà thiết kế của Titanic, Edward Walding, cho rằng lực va chạm có thể là không lớn. Trong cuộc điều tra của anh, ông đã nói rằng nhiều người hầu như không cảm nhận được vụ va chạm và ông tin rằng con tàu lẽ ra đã không chìm nếu đâm trực diện vào tảng băng trôi. Con tàu cũng được thiết kế với các cửa kín nước giữa tất cả các khoang và được vận hành từ xa, vì vậy sự ngập lụt có thể được giải quyết nhanh chóng. Do Titanic có 6 vết thủng từ vụ va chạm ở mạn tàu, và vì sự việc xảy ra quá nhanh nên việc đóng kín các cánh cửa cũng không tạo nên sự khác biệt nào, bởi vì về cơ bản, đến thời điểm đó, chúng ta không thể cứu con tàu này nữa. Con tàu ngay lập tức bị ngập nước với tốc độ khoảng 7 tấn mỗi giây, nhanh hơn tốc độ có thể bơm nước ra đến 15 lần. Vì vậy, dù người ta nói rằng tàu Titanic sẽ sống sót nếu đâm trực diện vào tảng băng trôi, thì ý tưởng này cũng đi kèm với một số vấn đề. Trước hết, các vách ngăn va chạm được cấu tạo nhằm giúp tàu sống sót nếu va chạm với một con tàu khác, chứ không phải một tảng băng trôi khổng lồ. Nếu hai con tàu va vào nhau, vách ngăn của cả hai sẽ cùng hấp thụ một phần của lực va chạm, chia sẻ tác động và có khả năng là sẽ nổi. Nhưng tảng băng đó đang đứng yên, nghĩa là Titanic sẽ hấp thụ phần lớn tác động từ cú va chạm. Nếu Titanic đâm đầu vào băng trước, thì với tốc độ của nó, tác động có thể sẽ truyền xuống toàn bộ phần thân tàu. Hãy thử tưởng tượng đến cảnh một con tàu nặng 46.000 tấn, di chuyển với tốc độ khoảng 37 km/h. Và đến một lúc, nó va vào một tảng băng trôi nặng hơn 100.000 tấn nào. Vụ va chạm này có thể sẽ tạo ra một lực mạnh và khiến con tàu bị hư hại nghiêm trọng. Có khả năng các đường nối sẽ tách ra, cầu thang sẽ đổ xuống và đinh tán trên khắp con tàu sẽ bị bung. Những thiệt hại có khả năng sẽ làm nhiều khoang bị ngập hơn. Việc này có thể khiến Titanic chìm trong chỉ vài phút, chứ không phải vài giờ. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Như chúng ta đều đã biết đấy, phần lớn nhất của tảng băng ẩn dưới làn nước đại dương. Vì vậy, nếu Titanic đâm trực diện, thì có khả năng nó sẽ va vào phần dưới nước của tảng băng trôi trước tiên. Điều này sẽ khiến nó đi chệch hướng. Việc đâm vào một tảng băng trôi không giống như đâm vào một bức tường gạch đâu. Trong trường hợp này, phần băng dưới nước có thể đã xé toạc đáy tàu và gây hư hại cho các mặt bên. Tảng băng trôi cũng không phải là những vật thể đặc và phẳng. Nếu một vụ va chạm phẳng xảy ra, con tàu có thể vẫn nổi, nhưng các tảng băng trôi thì muôn hình vạn trạng, từ kiểu mái vòm đến cả hình nêm. Các nghiên cứu cũng đã được thực hiện trên loại thép dùng để sản xuất tàu Titanic. Kết quả cho thấy, kim loại này giòn hơn loại thép mà chúng ta sử dụng ngày nay khoảng 10 lần. Con tàu được đóng trước khi chúng ta hiểu được ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đối với thép. Loại thép cũ được sử dụng để đóng tàu không uốn cong khi gặp nhiệt độ đóng băng mà sẽ vỡ ra. Các mảnh của tấm thân tàu Titanic được phục hồi cho thấy thân tàu vỡ tan ra khi va chạm. Đâm trực diện cũng sẽ khiến tàu dừng rất đột ngột và bất ngờ. Vì vậy, ngay cả khi con tàu không chìm thì nhiều vấn đề lớn vẫn sẽ xảy ra. Hãy nghĩ tới lúc bạn đột ngột phanh gấp trên ô tô hoặc xe buýt dừng lại trong khi bạn đang di chuyển trên lối đi ở giữa và bị lao về phía trước nào. Hành khách có thể bị quăng quật bên trong tàu, và vì vụ va chạm xảy ra vào ban đêm, hầu hết mọi người đều đang ngủ, nên họ sẽ không thể chuẩn bị hiệu quả đối với bất kỳ kiểu va chạm nào. Điều này sẽ dẫn đến thương tích cho hầu hết mọi người trên tàu, đặc biệt là nhóm người ở phía trước tàu. Đây là chỗ ở của lính cứu hỏa, nhân viên tra dầu và kỹ sư đang nghỉ ngơi. Nhưng dù cho hành khách và thủy thủ đoàn có thể đã bị văng ra khỏi giường, thì vẫn sẽ có nhiều người sống sót hơn so với kịch bản gốc. Nhiều tàu đã xảy ra va chạm trực diện và vẫn có thể về bờ,
Không nhiều người biết rằng Titanic thực ra có hai tàu chị em. White Star Line, công ty đóng tàu Titanic cũng đã đóng các tàu mang tên Britannic và Olympic. Thuyền trưởng của Olympic là Edward J. Smith, người sau này đã lái Titanic. Và Olympic khởi hành chuyến ra khơi đầu tiên vào tháng 6 năm 1911. Nhưng khá giống con tàu chị em của nó, thảm họa cũng đang rình rập. Trong chuyến ra khơi thứ 5, Olympic đã va chạm với một tàu hải quân hoàng gia HMS Hawk. Trong khi Olympic bị hư hại ở mạn tàu, thì Hawk đã bị đâm trực diện. Phần mũi tàu của Hawk bị nát hoàn toàn, nhưng vì có các khoang kín nước nên con tàu đã vượt qua cú va chạm và an toàn trở về bờ để được sửa chữa. Một nghiên cứu điển hình khác là tàu SS Andrea Doria, một tàu viễn dương của Ý. Nó đã trở thành tin nóng toàn cầu vào năm 1956. Giống như Titanic, Andrea Doria đang đi tới thành phố New York trong chuyến ra khơi thứ 101 thì thảm họa ập đến. Vào ngày 25 tháng 7, con tàu đã va chạm với Stockholm, một tàu chở khách của Thụy Điển dài 160 mét. Stockholm đã đâm trực diện vào con tàu kia, nhưng điểm va chạm của Andrea Doria lại nằm ở mạn tàu. Phần trước của Stockholm nát bấy, nhưng do cú đâm có tác động lên thân tàu nên nó vẫn về bờ được. Đáng tiếc là Andrea Doria bị đắm do va chạm xảy ra ở mạn tàu. Vậy nên, những trường hợp này đã cho thấy rằng Titanic có cơ may thoát nạn nếu đâm trực diện vào tảng băng trôi. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng tàu Titanic đã lao hết tốc lực trong khi cả Olympic và Andrea Doria đều di chuyển chậm hơn thế. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic đâm vào một tảng băng trôi lớn và bị chìm. Vâng, chúng ta đã đề cập đến việc này rồi. Nhưng nếu giờ chúng ta dùng băng để đưa con tàu lên mặt nước thì sao nhỉ? Việc này cần vài nghìn mét lưới thép và rất nhiều nitơ lỏng. Mục tiêu là đặt tàu Titanic trong một khối băng khổng lồ để nâng nó lên mặt nước. Để làm việc này, bạn cần quấn xác tàu trong lưới thép và phủ nitơ lỏng lên. Khó khăn đầu tiên bạn phải đối mặt là không thể hoàn toàn quấn cả con tàu. Bằng cách nào đó, bạn cần phải nâng con tàu lên một chút để đặt tấm lưới vào bên dưới. Hãy giả sử có một phép màu giúp bạn làm được việc này nhé. Tiếp theo, bạn cần vận chuyển hàng trăm bể chứa nitơ lỏng và đang ở dưới nước, mở các bể chứa này ra và lạnh đến mức nước biển băng giá của Đại Tây Dương trông như đang sôi sục. Nitơ lỏng xì ra, tan vào nước và tất nhiên không tạo ra được khối băng nào xung quanh tấm lưới. Một nỗ lực khác là nâng Titanic lên với sự trợ giúp của những khối nam châm khổng lồ. Để làm việc này, bạn cần một con tàu tuần dương lớn và vài khối nam châm mạnh. Bạn gắn dây cáp lớn vào nam châm và hạ xuống đáy biển. Những thiết bị chiếu sáng soi rọi vùng đại dương sâu thẳm tối đen, có thể nhìn thấy nhiều phân của xác tàu. Các khối nam châm chìm xuống sâu hơn và bám vào vỏ sắt của con tàu. Tàu tuần dương kéo dây cáp và nam châm lên. Vài trong số đó rơi khỏi tàu Titanic vì bề mặt sắt bị đá ngầm và san hô bao phủ. Một số bộ phận của xác tàu tách ra khỏi con tàu và được kéo lên. Tàu tuần dương không đủ mạnh, một trong những sợi dây cáp bị đứt. Không chỉ do khối lượng của các bộ phận trên tàu Titanic mà áp lực nước khổng lồ cũng cản trở quá trình này. Con tàu đắm không thể được nâng lên hoàn toàn mà chỉ những bộ phận nhỏ của nó. Trên thực tế, đã có những nỗ lực nhằm nâng từng phần của con tàu Titanic lên. Kế hoạch trị giá 5 triệu đô này không thành công. Dây hoàng nylon đã được gắn vào một phần lớn của xác tàu. Đầu còn lại của dây được nối với động cơ diesel. Trong toàn bộ quá trình này, họ đã sử dụng một tàu ngầm nhỏ. Một phần nặng 21 tấn của tàu Titanic đã được kéo lên, nhưng một trong những sợi dây hoàng đã bị đứt vì áp lực nước quá mạnh. Sau đó, lần lượt từng sợi dây khác cũng đứt theo và cả một mảng tàu lớn đã rơi trở lại đáy biển. Đến thời điểm này, tất cả những người tham gia chiến dịch cứu hộ đã hết lương thực dự trữ và họ còn cách bờ biển gần nhất khá xa nên họ đã quyết định không thử lại lần thứ hai. Người ta đã viết một cuốn sách và làm một bộ phim về cách tàu Titanic được nâng lên bằng khí nén. Trên thực tế, chưa có ai từng thử thực hiện quy trình này. Để làm được điều này, bạn cần khoảng vài trăm bình khí nén cỡ lớn. Lúc đầu, bạn lắp chúng vào bên trong thân tàu Titanic và đợi chúng đẩy con tàu lên mặt nước. Ngay khi bạn hạ các bình khí nén xuống dưới mặt nước, chúng sẽ lập tức nổi lên trên. Điều này khiến công việc trở nên vô cùng phức tạp. Bạn cần buộc chặt các bình khí bằng các sợi dây cáp và đẩy chúng xuống đáy biển bằng cách sử dụng một tàu ngầm lớn, hay tốt hơn là một vài con tàu.
Do áp suất rất cao, các bình khí này có thể sẽ phát nổ. Trong trường hợp đó, vụ nổ sẽ tác động đến các bình khí khác và kéo theo một thảm họa, quá tốn kém và không an toàn. Kế hoạch phức tạp và tốn kém nhất để nâng con tàu Titanic lên có lẽ là khi các nhà khoa học bằng cách nào đó sẽ chiết xuất hydro và oxy từ nước biển. Sau đó, các phần tử được chiết xuất này phải được đổ đầy vào các thùng chứa đặc biệt. Những thùng chứa đó được gắn vào con tàu Titanic và nó sẽ nổi lên mặt nước. Ngay cả khi bạn chiết xuất oxy và hydro từ hàng triệu tấn nước, phần còn lại của nước biển sẽ thay thế phần chiết xuất này. Một chiếc máy có khả năng lọc như vậy sẽ có giá hàng tỷ đô. Hoặc bạn có thể nghĩ ra một nguyên tố hóa học sử dụng phản ứng dây chuyền để lọc sạch tất cả lượng nước. Trong trường hợp này, toàn bộ thế giới đại dương sẽ không còn oxy thiết yếu nữa. Có người từng đề nghị cho nổ tung tàu Titanic, bạn sẽ cần hạ một số hộp thuốc nổ xuống đáy đại dương. Các hộp này phải được đậy kín hoàn toàn để thuốc nổ không bị ướt. Tiếp theo, bạn cần chạy nhiều km dây dẫn để đưa dòng điện đến chỗ thuốc nổ. Khi tất cả những việc này đã hoàn thành, bạn cần lái tàu ra một khoảng cách an toàn. Bây giờ, bạn sẽ nhấn nút để dòng điện chạy qua dây dẫn và kích hoạt thuốc nổ. 3, 2, 1, dừng lại! Tại sao phải làm việc này chứ? Ngay cả khi thành công thì các mảnh vỡ của Titanic cũng sẽ nằm rải rác ở khắp nơi dưới đáy biển. Sẽ không thể nhấc tàu Titanic lên khỏi đại dương được. Hãy tưởng tượng một chiếc móc khổng lồ có thể nâng con tàu lên từ dưới đáy biển như nâng một con cá. Cái móc này phải rất lớn để vớt được một con tàu đắm. Giả sử bạn đã tạo ra được nó, tiếp theo bạn đang ở trên một tàu tuần dương khổng lồ đi đến nơi xảy ra vụ tai nạn và hạ chiếc móc xuống như hạ mỏ neo. Nó rơi ngay trên tàu Titanic nhưng không bám vào đó. Bạn cần thiết bị đặc biệt để gắn cái móc cỡ chiếc xe buýt này vào con tàu Titanic. Sẽ cần một tàu ngầm khổng lồ được trang bị cánh tay cơ khí. Chế tạo được một thiết bị như vậy và làm cho nó hoạt động dưới áp lực rất lớn đã là điều không thể. Nhưng giả sử cuối cùng bạn cũng đã móc được vào con tàu Titanic. Nhưng sau đó bạn nhận ra rằng tàu tuần dương không có đủ sức mạnh để nâng con tàu nặng hơn 50 tấn và thêm chiếc móc khoảng 10 tấn lên. Để hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ cần thêm một vài tàu tuần dương và thêm vài triệu đô la nữa. Khi sáp nóng nguội đi, nó sẽ cứng lại và nổi trên mặt nước. Nếu chúng ta đưa sáp xuống đáy đại dương và đổ vào bên trong tàu Titanic thì sao nhỉ? Việc này có thể hiệu quả vì sáp không phải là vật liệu đắt tiền. Vì vậy, bạn nung chảy sáp, đổ nó vào các bể chứa nặng rồi dùng tàu ngầm kéo xuống đáy biển. Các bể chứa có thể chịu được áp suất rất lớn và tàu ngầm phải có đủ sức mạnh để đưa sáp xuống độ sâu như vậy. Các thùng chứa sẽ được lắp đặt bên trong tàu Titanic. Thông qua việc điều khiển từ xa, bạn mở thùng nhưng sáp không đổ ra ngoài. Khi bạn càng xuống sâu, nước sẽ càng lạnh. Trong khi chuyển các thùng chứa lên tàu, sáp đã nguội dần đi và đặt lại ở bên trong. Một số thùng chứa được ép vào phần trên của con tàu, nhưng chừng đó là không đủ để nâng Titanic lên. Còn các thùng chứa khác thì chỉ đơn giản là nổi lên trên bề mặt. Ngay cả khi các thùng chứa được điều nhiệt và giữ nóng bên trong, thì một khi được đổ ra, sáp sẽ đặt lại ngay lập tức. Sẽ không có thời gian để nó lan ra và bao phủ toàn bộ con tàu Titanic từ bên trong. Vì vậy nên sáp cũng chỉ nổi lên mà thôi. Bạn đổ đầy Vaseline vào chiếc túi lớn và chắc chắn. Chất này hoạt động giống như sáp khi gặp lạnh. Nó sẽ đặt lại và nổi lên. Bạn sẽ muốn đặt túi khắp tàu Titanic và chỉ cần đợi cho Vaseline đẩy con tàu lên. Bạn chất các túi này quanh tàu ngầm và lặn xuống đáy biển. Như phần của con tàu không thể tiếp cận được vì ở đó có san hô bám vào. Bạn quyết định cất dỡ tất cả các túi này ở một chỗ. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn lấy Vaseline ra khỏi tàu ngầm, cái túi bị rách do áp lực lớn. Những mảnh Vaseline rắn nổi lên, bị nước đẩy đi. Nhiệm vụ thất bại. Ý tưởng điên rồ nhất là lấp đầy tàu Titanic bằng hàng triệu quả bóng bàn. Những quả bóng nhỏ bằng nhựa chứa đầy không khí sẽ đẩy con tàu lên mặt nước. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu hạ chúng xuống đáy biển, nhựa ngay lập tức bị giác mỏng và tất cả không khí trong quả bóng trào ra. Bạn có thể đưa những quả bóng vào bên trong tàu ngầm, nhưng khi đặt chúng vào trong tàu Titanic, áp lực sẽ đè bẹp chúng một lần nữa. Ngoài ra, bạn có thể làm những quả bóng từ vật liệu bền, siêu nhẹ và đổ đầy không khí vào đó. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần nhiều tiền hơn. Ngay khi bạn nhặt các quả bóng vào bên trong Titanic, vài trong số đó sẽ ngay lập tức chui qua các lỗ thủng trên con tàu. Những quả còn lại sẽ không đủ để nâng xác tàu nặng hơn 50 tấn lên khỏi đáy biển. Chà, để nghiên cứu tàu Titanic, bạn không cần phải lặn xuống đáy đại dương. Trên Internet, bạn có thể tìm thấy một bản đồ 3D chi tiết hiển thị vị trí của xác tàu, cũng như chính con tàu ở dưới đáy biển. Để có được bức ảnh chứng thực về con tàu Titanic, các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ sonar và robot dưới nước.
chúng đã chụp hơn 10.000 bức ảnh về con tàu đắm này. Bạn nghĩ thế nào? Để nó yên sao? Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Tất cả chúng ta đều khóc khi xem cảnh chia tay vô cùng đau lòng giữa Jack và Rose trong The Titanic. Oops, spoiler, xin lỗi nhé. Nhưng những câu chuyện đời thực trong vụ chìm tàu nổi tiếng này cũng không kém phần cảm động. Joseph LaRoche được sinh ra vào năm 1886 ở Haiti trong một gia đình giàu có. Anh ấy lớn lên trong gia đình thiếu vắng bóng dáng người cha, nhưng mẹ anh là một phụ nữ tự lập và là một thương gia được kính trọng. Chú của anh là người đứng đầu đất nước. Joseph thông thạo tiếng Pháp, tiếng Creole và tiếng Anh. Ở tuổi 15, Joseph nhận ra mình muốn trở thành một kỹ sư. Không có trường kỹ thuật nào ở Haiti nên anh đến Pháp để học. Cuộc hành trình kéo dài tới 83 ngày. Khi vẫn còn là sinh viên, Joseph gặp Juliet ở ngoại ô Paris thông qua một người cố vấn. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè và sau đó mối quan hệ dần phát triển thành một điều gì đó lớn hơn. Cặp đôi quyết định kết hôn. Nhưng vấn đề duy nhất là Joseph không thể tìm được công việc lương cao nào ngay cả khi đã hoàn thành việc học vì nạn phân biệt chủng tộc. Chàng trai trẻ thông minh nhận ra mình có thể làm tốt hơn thế. Thêm vào đó, anh cần chu cấp cho gia đình đang ngày càng nhiều thành viên của mình. Đứa con thứ ba sắp chào đời. Chú của anh ở Haiti đã hứa sẽ giúp Joseph có được công việc với tư cách là giáo sư toán học. Mẹ anh cũng vui mừng khôn xiết vì con trai bà và gia đình anh sẽ sống ở Haiti. Bà đã mua cho họ vé hạng nhất trên con tàu La France của Pháp như một món quà mừng ngày đoàn tụ. Nhưng con tàu có những quy tắc thực sự kỳ lạ là con cái và cha mẹ phải ngồi riêng trong các bữa ăn. Gia đình LaRoche không muốn bỏ rơi những đứa con của mình và khiến chúng cảm thấy buồn trong chuyến đi xuyên đại dương. Vì vậy, họ quyết định đổi vé hạng nhất của mình để lấy vé hạng 2 cho hành trình đầu tiên của RMS Titanic. Con tàu Titanic được khắp nơi ca tụng và không có quy tắc chia rẽ cha mẹ và con cái, nên việc đổi vé như vậy có vẻ rất hợp lý. Họ dự định đổi sang một con tàu khác ở New York sẽ đưa mình thẳng tới điểm cuối cùng là Haiti. Gia đình LaRoche lên tàu Titanic vào ngày 10 tháng 4 năm 1912 tại Cherbourg. Họ có 3 ngày để tận hưởng những căn phòng sang trọng, một phòng ăn, một thư viện và 3 khu vực đi dạo ngoài trời dành cho hành khách hạng 2. Juliet đã gửi một lá thư cho cha cô từ điểm dừng cuối cùng của Titanic ở Queenstown Island. Cô nói với ông rằng họ rất hài lòng với chỗ ở. Họ có 2 chiếc giường trong cabin và một chiếc ghế dài có thể chuyển thành giường cho các thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Gia đình đã kết bạn với một số hành khách tốt bụng mà họ đã cùng nhau đi du lịch từ Paris. Cô nghĩ họ là những người Pháp duy nhất trên tàu nên họ ngồi ăn cùng nhau. Juliet cho biết họ đã dành thời gian bên nhau trên boong tàu. Cô cũng viết rằng những người trên tàu rất thân thiện, mặc dù một số nguồn tin cho biết gia đình đã phải trải qua khá nhiều ánh mắt ác ý, những lời đàm tiếu và nhận xét. Vào đêm 14 tháng 4, cuộc hành trình thú vị của họ đột ngột kết thúc. Mặc dù các nhân viên trực điện đàm của Titanic đã nhận được cảnh báo về băng trôi từ các tàu gần đó, con tàu vẫn tiếp tục phóng hết tốc lực về phía trước. Lúc đó là khoảng 11 giờ 40 đêm khi thân tàu Titanic va chạm với một tảng băng trôi cách bờ biển Newfoundland khoảng 595 km. Con tàu không thể chìm, được trang bị rất ít thuyền cứu sinh, chỉ đủ cho khoảng một nửa trong số 2.200 hành khách. Tàu cứu hộ gần nhất, Carpathia, ở quá xa để có thể trợ giúp. Một người quản lý đã đánh thức gia đình LaRoche và đưa họ lên thuyền cứu sinh, như Juliet sau này nhớ lại. Cô ấy không thể nói được tiếng Anh nên mọi thứ đang diễn ra thậm chí còn đáng sợ hơn đối với cô ấy. Quá nửa đêm một chút, thủy thủ đoàn nhận được lệnh ưu tiên phụ nữ và trẻ em khi lên xuồng cứu sinh. Juliet sau đó nhớ lại một cơn hoảng loạn khủng khiếp đã bắt đầu khi mọi người xô đẩy nhau để có được chỗ ngồi mong muốn. Tại một thời điểm nào đó, cô cảm thấy họ đã kéo con gái lớn của cô đi và ném cô xuống vực sâu. Một lúc sau, cô đã gặp lại con gái Simone, cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế là Juliet đang mang thai và 2 cô con gái đã giành được suất trên thuyền cứu sinh thứ 14. Nhưng họ phải nói lời tạm biệt với Joseph khi con thuyền đang được hạ xuống biển. Anh ấy cuốn áo khoác của mình quanh người Juliet, nói rằng cô ấy cần nó và hứa sẽ lên một chiếc xuồng cứu sinh khác và gặp lại cô ấy cùng các con ở New York. Joseph LaRoche, 25 tuổi, đã không giữ được lời hứa của mình. Trong vài giờ, tàu Titanic chìm dưới nước
cướp đi sinh mạng của gần 1.500 người. Joseph là một trong số họ. Juliet và các con gái nằm trong số 700 người sống sót được tàu Cunard Carpathia cứu vài giờ sau đó. Khi đến New York, họ nhìn qua đám đông người, hy vọng gặp lại Joseph. Khi mọi chuyện trở nên rõ ràng là họ sẽ không tìm thấy anh ấy, đó là lúc họ phải quyết định phải làm gì và đi đâu. Không biết tiếng Anh hoặc số tiền đã chìm theo con tàu, Juliet cố gắng sống sót ở Mỹ chỉ trong 3 tuần và sau đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại nước Pháp. Chú của Joseph không còn khả năng giúp đỡ họ nữa vì những người khác đã cướp đi mạng sống của ông 4 tháng sau thảm kịch Titanic. Vào tháng 12 năm 1912, Juliet sinh một cậu con trai mà cô đặt tên là Joseph theo tên của cha. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, cô không thể vượt qua nỗi đau mất đi người chồng yêu dấu của mình. Đó là lý do tại sao cô không muốn nói về những gì đã xảy ra trên tàu Titanic và dặn các con đừng nhắc đến chuyện đó. Năm 1995, một thành viên của Hiệp hội Lịch sử Titanic đã phỏng vấn Louise. Cô là đứa trẻ La Roche cuối cùng còn lại và là người Pháp cuối cùng sống sót sau vụ chìm tàu. Và đó là lúc thế giới lần đầu tiên biết đến câu chuyện đau lòng này. Nó truyền cảm hứng cho một số vở kịch và bài báo, nhưng chưa bao giờ nhận được sự chú ý như câu chuyện của những hành khách khác. Bạn có thể nhớ cặp vợ chồng già cùng nằm trên giường trên tàu Titanic. Cảnh đó được lấy cảm hứng từ câu chuyện của Isidore và Ida Strauss. Cả hai đều sinh ra ở Đức và di cư sang Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Họ gặp nhau ở New York và kết hôn 5 năm sau đó. Isidore bắt đầu kinh doanh đồ gốm sứ cùng anh trai mình, sau đó phát triển bộ phận đồ thủy tinh tại Macy's và trở thành triệu phú. Isidore và Ida nổi tiếng ở New York không chỉ vì sự giàu có và lòng từ thiện, mà còn vì tình yêu và sự tận tâm dành cho nhau. Năm 1912, cặp đôi quyết định chạy trốn khỏi mùa đông ở New York và tới châu Âu. Tính đến thời điểm đó, họ đã kết hôn được 40 năm. Đầu tháng 4, đã đến lúc họ lên đường trở về New York. Họ thường đi du lịch trên những con tàu khổng lồ của Đức. Nhưng vào thời điểm đó, họ không thể cưỡng lại cảm giác thu hút khi mọi người đều nói về chiếc tàu sang trọng mới, RMS Titanic. Đó là lý do tại sao cuối cùng họ lại đặt chỗ ở một trong những dãy phòng riêng hạng nhất trên đầu con tàu. Cặp đôi Stroll dành buổi tối ăn tối trước dàn nhạc sống trong hội trường tràn ngập đồ nội thất sang trọng và những tấm ốp gỗ đắt tiền. Vào đêm 14 tháng 4, họ cảm thấy một cơn chấn động nhẹ rồi rời khỏi phòng riêng và chờ chỉ thị của thủy thủ đoàn. Họ bảo hành khách đừng làm mất thẻ vì sẽ cần chúng khi mọi người quay lại tàu, nhưng con tàu đang chìm dần. Hai vợ chồng Stroll đang đứng cạnh xuồng cứu sinh số 8. Ông Stroll lúc đó đã 67 tuổi, được mời ngồi cùng vợ vì ông đã lớn tuổi. Ông từ chối, nói rằng ông không quá già để hy sinh bản thân vì một người phụ nữ. Ông muốn chờ đợi và đảm bảo rằng không có phụ nữ và trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Ellen Bird, người giúp việc của Ida, do dự trước khi lên xuồng cứu sinh, nhưng Ida bảo cô ấy hãy đi. Bà đã đưa ra quyết định khó khăn là không bỏ chồng mình trên con tàu đang chìm. Ida cởi chiếc áo khoác lông chuồn xinh đẹp của mình và đưa cho cô hầu gái đang run rẩy và nói rằng bà ấy sẽ không cần nó nữa. Isidore đã không thuyết phục được bà tự cứu mình nên họ đã ở bên nhau cho đến cuối cùng. Một số hành khách hạng nhất còn sống sau này nhớ lại họ đã nhìn thấy cặp đôi đứng yên bình trên boong, nắm tay nhau yên lặng chờ đợi. Crew Your Mail Ship hay RMS Titanic, con tàu hơi nước nổi tiếng nhất trong lịch sử, từng là biểu tượng của sự sang trọng và những giấc mơ hứa hẹn sẽ thành hiện thực. Phải mất 3 năm và 3.000 nhân công để xây nên nó. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, con tàu viễn dương hoàn toàn mới chào đón hành khách bằng mùi sơn bóng, sơn mới và mùi gỗ mới xẻ. Hồi đó người ta vẫn dùng chì để sản xuất sơn và dầu hạt lanh làm chất kích dính nên mùi đó hẳn phải nồng nặc lắm. Khi đi vào hoạt động hoàn toàn, con tàu khổng lồ tiêu thụ khoảng 850 tấn than mỗi ngày và hành khách cũng sẽ ngửi thấy mùi khói của nó. Một mùi khác chắc hẳn tràn ngập ở các boong tàu Titanic, ít nhất là ở khoang hạng nhất, là mùi hương mới của hãng nước hoa nổi tiếng đến từ Pháp, Guerlain, La Huppe Bleue, giờ xanh lam. Nó được ra mắt vào đầu năm đó và nhanh chóng trở thành cú hích với các quý cô khá giả. Loại nước hoa mà bạn vẫn có thể mua ngày nay là sự kết hợp giữa violet và hoa diên vĩ với kem vani. Vào buổi tối đầy kịch tính ngày 14 tháng 4, khi Titanic chỉ còn vài giờ để sống,
Những người phục vụ vô tư đang phục vụ hàu, thịt cừu sốt bạc hà, vịt quay sốt táo và các món ngon khác cho những vị khách hàng nhất của họ. Khoang hạng 2 tràn ngập mùi cà ri gà, thịt cừu non và gà tây nướng. Đêm đó, hành khách hạng 3 được ăn món cháo đơn giản và bánh quy. Vào lúc 11 giờ tối, khi con tàu tiến đến gần tảng băng trôi một cách nguy hiểm, lại có mùi mới được cộng thêm vào hỗn hợp, đó là một mùi khoáng chất với các nốt kim loại. Nếu có đá trong tủ lạnh, bạn hẳn đã nhận thấy nó có mùi của các thực phẩm lân cận rồi. Điều tương tự cũng xảy ra với tảng băng trôi. Chúng hấp thụ mùi của động vật biển và duy trì thành phần hóa học của nước tạo nên chúng. Kể cả có nhiều người biết về ý nghĩa của mùi kim loại đặc biệt này, thì có lẽ họ vẫn chẳng cứu được con tàu đâu. Nhưng số người trốn thoát đến nơi an toàn có thể còn lớn hơn. Nói về mùi, trong trường hợp bạn từng thắc mắc không gian có mùi như thế nào, nhưng chưa có ý định sớm trở thành phi hành gia, hãy lắng nghe nhé. Bạn có thể thử Elder Space, một loại nước hoa được NASA thiết kế từ nhiều thập kỷ trước. Ý tưởng của nước hoa này là giúp các phi hành gia chuẩn bị cho những cuộc chạm trán với không gian ở mọi cấp độ trong quá trình huấn luyện. Nhưng chờ một chút, không gian là chân không, nên về mặt kỹ thuật thì nó không có mùi gì cả. Tuy nhiên, các phi hành gia từng ở ngoài đó nhớ rằng nó có mùi kim loại dễ chịu, giống như mùi khói hàn hoặc mùi thuốc súng cháy ấy. Họ có thể ngửi thấy mùi đó trên bộ đồ du hành vũ trụ của mình sau khi quay trở lại tàu vũ trụ. Chúng ta cũng có thể đoán các hành tinh khác có mùi như thế nào dựa trên thành phần bầu khí quyển của chúng. Sao Kim có những đám mây axit sulfuric trong khí quyển nên chắc hẳn có mùi trứng thối rồi. Nhân tiện, sao Hỏa và sao Thiên Vương cũng có mùi như trứng thối. Mỗi lớp khí quyển của sao Mộc được tạo thành từ các chất hóa học khác nhau. Đó là lý do tại sao nó có mùi khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn ở. Một số lớp lang sẽ chào đón bạn bằng mùi thơm ngon của hạnh nhân đắng hoặc bánh hạnh nhân. Và những lớp khác ở gần trên cùng hơn có mùi giống như sản phẩm tẩy rửa. Các hành tinh còn lại của hệ mặt trời dường như không có mùi đặc biệt vì hầu hết có các loại khí không mùi trong bầu khí quyển của chúng. Đối với vệ tinh tự nhiên của chúng ta, mặt trăng, các phi hành gia Apollo tuyên bố rằng bụi của nó có mùi giống như thuốc súng. Mùi thơm của cỏ mới cắt khiến việc cắt cỏ thường xuyên quá xứng đáng để hít hà. Nhưng bạn có biết rằng cỏ không được thoải mái khi bạn làm việc đó không? Trên thực tế, nó đang kêu cứu đấy. Và bởi vì cỏ không thể hét to, nên nó thể hiện sự khó chịu bằng cách giải phóng hỗn hợp các phân tử dễ bay hơi có mùi. Nó làm vậy để bảo vệ bản thân khỏi côn trùng. Sâu bướm và các sinh vật tương tự khác chỉ thích nhai đồ ăn nhẹ có đường từ thực vật thôi. Khi bạn cắt cỏ, nó sẽ giải phóng axit chasmonic cùng nhiều thứ khác. Đó là một tín hiệu cho ong bắp cày ký sinh biết rằng đang có sẵn một con sâu bướm. Lũ ong này đối phó với đám sâu tội đồ trên cỏ và nó có thể tiếp tục phát triển hạnh phúc mãi mãi. Từ quan điểm của cỏ, việc cắt cỏ không khác nhiều so với việc côn trùng tấn công. Vì vậy, nó tự bảo vệ mình theo cách tốt nhất có thể. Mưa có mùi nồng nặc dễ nhận biết hay còn gọi là petrichor, nhưng nó đến từ đâu? Hóa ra một số cây tiết ra dầu trong thời gian hạn hán, đá và đất tích tụ các hợp chất dầu đó. Và khi những hạt mưa rơi xuống, chúng trộn với nước và thải vào không khí. Đôi khi những loại dầu này kết hợp với các hóa chất do vi khuẩn sống trong đất tạo ra nữa. Kết quả của sự hợp tác này là bạn có thể ngửi thấy mùi xạ hương trong rừng hoặc trong vườn khi xới đất ướt. Ozone cũng làm tăng thêm mùi mưa, đặc biệt là sau cơn giông bão. Nó xảy ra khi điện tích của tia sét phân chia các phân tử oxy và nitơ trong khí quyển và sau đó chúng kết hợp lại thành ozone. Một giả thuyết cho rằng chúng ta rất thích mùi thơm của mưa vì nó đã in sâu vào não con người. Các nền văn hóa khác nhau luôn gắn mưa với điều gì đó tích cực và chúng ta có thể đã thừa hưởng nhận thức đó. Những người hâm mộ sô-cô-la ơi, có cả tôi trong đó nữa. Cái này dành cho bạn ngay. Có những bông hoa có mùi giống hệt như món ăn yêu thích của bạn. Rốt cuộc thì nó là sản phẩm của một loài thực vật nhiệt đới mà. Và vì không thể tái tạo chính xác mùi hương kỳ diệu mà sô-cô-la có trong nước hoa, nên bạn có thể trồng một số bông hoa sô-cô-la, còn được gọi là lá đàn li mắt xanh trong vườn của bạn. Loại hoa này trông giống như những bông cúc với những cánh hoa màu vàng bao quanh nhụy màu đỏ đậm. Khi bạn hái những cánh hoa, bông hoa sẽ tỏa ra mùi thơm ngon và tất cả chúng ta đều vô cùng yêu thích.
lá và cành của cây cũng có mùi thơm tương tự. Trong trường hợp tôi khiến bạn quan tâm, bạn có thể tìm thấy loài hoa này ở vùng đất khô cằn ở Arizona, Texas, Colorado và các tiểu bang khác có khí hậu tương tự. Nó nở hoa quanh năm và hương thơm mạnh nhất vào những ngày ấm áp. Beercat, còn được gọi là Binturong, không chỉ trông siêu dễ thương mà còn có mùi giống như bắp rang bơ nữa. Binturong thích ở một mình và sử dụng mùi hương của mình để đánh dấu lãnh thổ của mình và tìm kiếm các đối tác tiềm năng khi nó phải làm vậy. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra bí mật về mùi bất thường của chúng và cho rằng nó có thể đến từ chất tiết ra từ tuyến mùi dưới đuôi của con vật. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy mùi bỗng ngô đến từ nước tiểu của gấu mèo. Sau khi con vật đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên, nó để lại dấu vết của mùi hương trên cây với cái đuôi thường xuyên ướt sũng. Nhưng nếu bỗng ngô thật chỉ tỏa ra mùi thơm tuyệt vời khi nó nổ tung dưới nhiệt độ, thì làm sao những chú gấu mèo làm thế được mà không có lò vi sóng chứ? Câu trả lời có thể nằm ở chế độ ăn uống của chúng, hoặc nhiều khả năng là ở vi khuẩn tiếp xúc với chất lỏng tự nhiên của động vật. Sầu riêng là một loại trái cây phổ biến ở Đông Nam Á, có mùi thơm ngọt ngào đối với một số người. Nhưng với đa số, nó là sự kết hợp giữa mùi hành thối và những chiếc tất đẫm mồ hôi. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức nó bị cấm trên các phương tiện giao thông công cộng và khách sạn ở một số quốc gia. Bí mật của sầu riêng nằm ở thành phần hoạt tính 44 mùi. Sự pha trộn phức tạp đến mức bạn không bao giờ có thể biết được nó sẽ có mùi như thế nào. Và mặc dù có mùi kinh khủng, nhưng sầu riêng vẫn được coi là một món ngon và được dùng để chế biến hầu hết các món ngọt như bánh ngọt và kẹo. Việc có mùi hôi liên quan đến sầu riêng tại một thư viện ở Australia, mùi trái cây thối trong tủ đã lan khắp tòa nhà qua hệ thống điều hòa. Họ nhầm đó là rò rỉ khí ga và phải sơ tán khoảng 500 học sinh và giáo viên. Chà, hôi quá! Và cuối cùng, nếu bạn đã từng đến suối nước nóng tự nhiên hoặc đi xem một số mạch nước phun, bạn sẽ không bao giờ quên được mùi hydro sulfur hay ít thi vị hơn là mùi trứng thối. Nó thực sự không chỉ xui xẻo mà còn rất dễ cháy nữa, nhưng nó cũng có thể khá hữu ích. Hầu hết các hộ gia đình ở Iceland đều sử dụng suối địa nhiệt làm nguồn nước nóng. Mặc dù không có mùi tươi mát, nhưng nó hoàn toàn an toàn để uống và mùi không lưu lại trên cơ thể bạn sau khi tắm. Thế đấy! Chúng ta biết Titanic từ rất nhiều câu chuyện, thậm chí cả một bộ phim. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên chúng ta có bản quét kỹ thuật số kích thước đầy đủ. Và không, nó không giống như những mô hình trước đây, nơi chúng ta chủ yếu tưởng tượng con tàu sẽ trông như thế nào. Lần này, chúng tôi đã có một bản quét kỹ thuật số thực sự. Một nhóm chuyên gia đã thực sự lập bản đồ đáy biển sâu xung quanh tàu Titanic cùng với chính con tàu. Về cơ bản, chúng ta có được chế độ xem 3D của toàn bộ xác tàu, giống như đi sâu xuống dưới bề mặt đại dương và nhìn thấy Titanic như thể toàn bộ nước đã bị rút đi. Vì vậy, câu chuyện về xác tàu bắt đầu từ năm 1985, 73 năm sau khi tàu Titanic chìm. Nhà thám hiểm có tên Robert Ballard tình cờ phát hiện ra nó ở đâu đó giữa hai chiếc tàu ngầm cũng bị chìm trong khu vực đó. Thực ra, lúc đó anh ấy đang làm nhiệm vụ khác nên thậm chí không có thời gian để khám phá con tàu một cách đàng hoàng. Nhưng khi đang tìm kiếm tàu ngầm, anh nhận ra dòng hải lưu ảnh hưởng như thế nào đến các mảnh vỡ đang chìm. Anh nhận thấy những vật thể nặng nhất chìm xuống nhanh chóng và để lại dấu vết mảnh vụn phía sau, dấu vết theo dòng nước. Sử dụng kiến thức này, Ballard đưa ra giả thuyết rằng tàu Titanic đã bị gãy làm đôi và để lại dấu vết mảnh vỡ khi nó chìm. Trước khi tìm thấy xác tàu, mọi người đều nghĩ con tàu chỉ chìm nguyên vẹn sau khi va phải tảng băng trôi. Vậy là mọi người đều biết con tàu đang ở đâu để cuộc phiêu lưu có thể bắt đầu, hay không? Thật khó để khám phá nó. Con tàu rất lớn và độ sâu tối tăm của đại dương khiến việc chụp toàn bộ xác của nó chỉ trong một lần thực sự là khó khăn. Vì vậy, chúng ta chủ yếu dựa vào những cái nhìn thoáng qua về con tàu đang mục nát và phải giải quyết bằng việc lắp ghép những phần rải rác của toàn bộ bức tranh và lấp đầy nó bằng những suy đoán và câu chuyện. Nhưng vào mùa hè năm 2022, chúng ta cuối cùng đã có được điều gì đó khác biệt. Một nhóm chuyên gia từ Magellan Ltd, một công ty chuyên lập bản đồ biển sâu, đã hợp tác với Atlantic Productions, đơn vị đang thực hiện một bộ phim tài liệu về dự án. Họ bắt tay vào thực hiện sứ mệnh ghi lại toàn cảnh con tàu Titanic.
Họ đã sử dụng tàu lặn, đó là những phương tiện di chuyển dưới nước, được điều khiển từ xa bởi đội ngũ thám hiểm lành nghề. Những chiếc tàu lặn này lặn sâu xuống đại dương. Đó không phải là một công việc dễ dàng. Họ đã dành hơn 200 giờ để thu thập thông tin về toàn bộ chiều dài và chiều rộng của xác tàu. Nó giống như một cuộc săn tìm kho báu ngoài đời thực. Nhưng thay vì tìm thấy vàng và đá quý, họ đã lấy được thứ còn quý giá hơn. Hơn 700.000 hình ảnh về tàu Titanic từ mọi góc độ có thể. Đúng vậy, họ đã chụp ảnh từng bộ phận nhỏ của con tàu, ngay cả những phần không mấy thú vị mà hầu hết chúng ta thường bỏ qua. Ngay cả việc lập bản đồ những phần lầy lội cũng là một phần quan trọng vì nó giúp lấp đầy khoảng trống giữa những điều thú vị hơn mà họ khám phá được. Và đây là cách để tất cả chúng ta cuối cùng có được bản dựng 3D chi tiết. Dù đã hơn 100 năm nhưng bạn vẫn có thể nhận ra mũi tàu Titanic phủ đầy rỉ sét rủ xuống như nhũ đá. Phía trên mũi tàu là bom thuyền, nơi có một lỗ lớn cho chúng ta nhìn thoáng qua khoảng trống trải nơi từng có cầu thang lớn, giống như cửa sổ dẫn vào quá khứ huy hoàng của con tàu. Đuôi tàu bây giờ là một đống kim loại xoắn lộn xộn. Khi tàu Titanic chìm xuống, phần này sụp đổ và xoắn ốc xuống đáy biển. Mũi tàu và đuôi tàu cách nhau khoảng 800 mét. Có rất nhiều mảnh vụn bao quanh người khổng lồ này bị mắc kẹt dưới đáy biển. Mảnh vỡ này giống như một kho báu rải rác, chứa đầy những đồ kim loại phức tạp từ con tàu, những bức tượng và thậm chí cả những chai champagne chưa mở. Ngoài ra, còn có đồ dùng cá nhân bị chìm cùng tàu như hàng chục chiếc giày nằm dưới đáy biển. Đó là một nhiệm vụ khó khăn để thực hiện, đi xuống và chụp tất cả những bức ảnh đó. Thoạt nghe có vẻ không khó lắm vì chính phương tiện mới đầm mình vào những vùng sâu như vậy của đại dương chứ không phải con người. Nhưng nghiên cứu về đại dương rất khó khăn. Chúng ta chưa khám phá, lập bản đồ hay thậm chí thấy được 80% của nó. Điều kiện khắc nghiệt và càng đi sâu, áp lực càng lớn. Và chiếc tàu của họ đã phải lặn xuống độ sâu gần 4.000 mét dưới mặt nước, giống như 12 tháp Eiffel xếp chồng lên nhau vậy. Ngoài ra, khu vực đó có dòng chảy mạnh nên có thể giống như việc cố gắng di chuyển qua một mê cung đầy nước. Và tàu lặn không được phép chạm vào bất cứ thứ gì, ngay cả một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể làm hỏng xác tàu vốn đã quá mỏng manh. Có vẻ như con tàu Titanic bị đóng băng trong một thời gian nên nó sẽ luôn ở đó chờ đợi chúng ta. Nhưng trên thực tế, nó đang dần biến mất. Rõ ràng là nước biển đã hủy hoại nó sau ngần ấy năm nó đã ở dưới đó. Nhưng không chỉ có vậy, chính xác tàu đã trở thành ngôi nhà cho một loại vi khuẩn mà thậm chí còn được đặt theo tên của con tàu nổi tiếng. Những vi khuẩn này có một khả năng đặc biệt. Chúng có thể tồn tại bên trong các thành tàu mục nát, được gọi là rỉ sét. Chúng trông giống như các cục băng, những gai băng hình thành khi nước rơi từ một vật gì đó xuống và đóng băng. Những vi khuẩn này thích sát chất có nhiều trong thân tàu. Đối với chúng, nó giống như một bữa tiệc buffet thực sự ở đó. Và thời gian trôi qua, những con vi khuẩn này sẽ tiếp tục ăn mòn sắt trong con tàu. Từng chút một cho đến một ngày, bữa tiệc kết thúc và cả con tàu biến mất. Nó giống như một quá trình tái chế chậm nhưng ổn định. Vì vậy, mô hình 3D này mà chúng ta có được nhờ đội ngũ làm việc chăm chỉ và công nghệ xuất hiện vào thời điểm tốt nhất, vì chúng tôi không bao giờ biết mình còn bao nhiêu thời gian để khám phá xác tàu nổi tiếng. Lần này, chúng ta thậm chí có thể hiểu rõ hơn về vụ va chạm với tảng băng trôi. Bạn có biết các bộ phim luôn chiếu cảnh tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi ở phía bên phải của nó không? Chà, chúng ta thậm chí không thể chắc chắn về điều đó. Việc quét có thể giúp chúng ta tìm hiểu xem con tàu có thực sự tiếp đất trên tảng băng hay không, giống như bị mắc kẹt trên đó. Chúng ta có thể nghiên cứu phần đuôi tàu và phân tích xem tàu Titanic va vào đáy biển như thế nào. Điều đó cũng sẽ giúp chúng ta hiểu được điều gì thực sự đã xảy ra trong vụ chìm tàu. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội khám phá xem liệu ngọn lửa đã định đoạt số phận của con tàu Titanic có thực sự mạnh hay không. Một giả thuyết cho rằng đám cháy than đã bùng lên suốt 3 tuần trước khi con tàu thực hiện chuyến đi đầu tiên và cuối cùng. Và điều này có thể đã làm cho thân tàu yếu hơn, có nghĩa là phần lớn công việc đã hoàn thành, tảng băng trôi vừa giáng đòn cuối cùng. Nếu thậm chí có một tảng băng trôi như một số người thắc mắc, có một giả thuyết khác mà họ đề xuất rằng tàu Titanic có thể đã thực sự đâm vào một khối băng ẩn giấu thay vì một tảng băng trôi thông thường. Khối băng được tạo thành từ những tảng băng lớn trôi nổi gần bề mặt đại dương và khó phát hiện. Họ tin rằng khối băng này có thể đã trôi dạt vào Đại Tây Dương từ Bắc Băng Dương. Theo một thủy thủ chuyên nghiệp, ủng hộ ý kiến đó, nếu tàu Titanic nằm phải một tảng băng trôi thông thường thì con tàu sẽ chìm nhanh hơn nhiều. Và vì tàu Titanic
đã ở trên mặt nước trong một khoảng thời gian tương đối dài, chưa đầy 3 giờ, nên có thể đây là một kiểu va chạm khác. Người thủy thủ này cũng cho biết có sự khác biệt trong những gì mọi người nói rằng họ nhìn thấy khi tàu Titanic chìm. Ông cho rằng những khác biệt này có thể là do ảo ảnh quang học. Trong trường hợp này, khi mọi người nhìn ra biển vào đêm hôm đó, cách ánh sáng phản chiếu và các điều kiện trên biển có thể khiến mọi thứ có vẻ gần hơn hoặc bị biến dạng. Vì vậy, khi họ nhìn thấy thứ gì đó dưới nước, nó có thể không chính xác như những gì họ nghĩ, cho dù đó là tảng băng trôi hay thứ gì khác. Ống nhòm có thể đã hữu ích giúp các thành viên phi hành đoàn phát hiện ra mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng thật không may, họ không có cái nào, có vẻ như chúng bị khóa bên trong một chiếc tủ và không ai biết chìa khóa ở đâu. Titanic chìm vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, và tất cả đồ đạc của hành khách cũng như đồ dùng của con tàu đều chìm xuống vùng nước sâu, tối tăm cùng với nó. Những vật thể này đã kiên nhẫn chờ đợi để được phát hiện cho đến năm 1985. Titanic chìm nhanh chóng và dường như tàu gần như không còn gì. Tuy nhiên, các thợ lặn trên tàu ngầm nhỏ đã tìm cách vớt được nhiều hiện vật từ đống đổ nát. Nếu bạn thắc mắc những món đồ đáng ngạc nhiên đó trông như thế nào, hãy tham gia cùng tôi nhé! Một số viện bảo tàng có bộ sưu tập các hiện vật Titanic được các thợ lặn giải cứu hoặc do những người sống sót và người thân của họ tặng. Và một số mặt hàng đó thậm chí còn được bán đấu giá nữa. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng chi cả rổ tiền cho một hiện vật độc quyền, tại sao không? Hiện vật đầu tiên trong danh sách của tôi là chiếc đồng hồ bỏ túi của hành khách tàu Titanic, John Chapman. John và vợ Elizabeth đang hưởng tuần trăng mật. Khi con tàu va phải tảng băng trôi, Elizabeth được mời ngồi trên xuồng cứu sinh bên cạnh người bạn Emily Richards. Tuy nhiên, có một vấn đề. Ông Chapman không thể vào xuồng cứu sinh. Elizabeth quay sang người bạn Emily và nói: "Tạm biệt. Nếu John không đi được, thì tôi cũng không đi." Đó là thứ mà tôi gọi là tình yêu đích thực. Sau một thời gian ngắn, con tàu chìm xuống. Nếu quay lại với chiếc đồng hồ bỏ túi của Chapman, chúng ta sẽ nhận thấy thêm một chi tiết đau lòng. Các chuyên gia tin rằng chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động đúng lúc con tàu chìm. Bạn có nhớ cảnh tượng mang tính biểu tượng trong bộ phim Titanic khi ban nhạc trên tàu tiếp tục chơi trong khi con tàu đang chìm không? Cây vĩ cầm do nhạc sĩ thực thụ chơi đã được bán đấu giá với giá 1,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2013. Người ta nói rằng ban nhạc đã chơi bài Nearer My God to Thee khi con tàu vượt biển bị chìm. Vì ta đã bắt đầu nói về ban nhạc nên chúng ta cũng có thể làm sáng tỏ một bản nhạc được tìm thấy trên con tàu. Đó là bài hát Put Your Arms Around Me, Honey. Trên thực tế, lá giấy gần như bị hỏng ngay lập tức khi gặp nước. Việc nhìn thấy những tài liệu đó quả là một điều kỳ diệu. Một tài liệu giấy khác được lưu lại là thực đơn bữa trưa. Những hành khách hạng nhất mặc những bộ váy đẹp đẽ và thưởng thức bữa ăn của mình mà không biết rằng đó là bữa trưa cuối cùng của mình. Món đồ độc đáo này đã được bán đấu giá với giá 120.000 đô la Mỹ. Các bữa ăn được cung cấp tùy theo hạng khoang. Ví dụ, hành khách hạng nhất sẽ ăn gà tây nướng với sốt nam Việt khuất, thịt cừu non hoặc cá tuyết chấm đen nướng. Để so sánh thì bữa trưa hạng 3 bao gồm những thứ như cơm, bánh mì tươi, thịt bò nướng và sốt nâu. Ngoài ra còn có bánh quy trên cabin mà hành khách sẽ ăn để giảm say sóng. Không chỉ là thực đơn đâu nhé, cả một vé VIP cũng được tìm thấy. Số trên vé vẫn có thể đọc được là 1342. Số 5 là mẫu nước hoa thời Edwardian. Một nhà hóa học tên Adolf Saarfeld bước lên tàu Titanic với nhiều mẫu chai nước hoa khác nhau. Tại sao anh ấy lại mang theo mấy mẫu này? Chà, Saarfeld dự định mở một cửa hàng nước hoa ở Mỹ. 61 lọ nước hoa chìm cùng với con tàu. May mắn thay, chủ nhân của chúng đã sống sót và đến đó an toàn. Nhưng mẫu vật của anh đã bị chìm và chỉ được các thợ lặn phát hiện lại cách đây một thời gian thôi. Khi chúng ta vô tình làm rơi chiếc đĩa, nó thường vỡ thành từng mảnh. Bây giờ có một câu hỏi. Bạn có nghĩ một chiếc đĩa nguyên vẹn từ tàu Titanic có thể được trục vớt không? Câu trả lời là có. Bộ đồ ăn White Star nguyên bản là bằng chứng. Rõ ràng, mỗi hạng hành khách không chỉ được phục vụ những bữa ăn khác nhau mà còn được phục vụ những loại đĩa khác nhau. Những chiếc đĩa được tìm thấy có họa tiết hoa màu xanh lá cây và màu nâu. Các cạnh có viền vàng và có logo ở giữa. Nhân tiện, chúng được bán đấu giá và bạn có thể tìm thấy chúng trực tuyến à nha.
hãy tiếp tục với những câu chuyện cá nhân cảm động. Chuyện tình của Rose và Jack mà chúng ta thấy trong phim là hư cấu, nhưng chắc chắn con tàu đã chứng kiến nhiều câu chuyện lãng mạn rồi. Đây là một bức thư tình để chứng minh điều này. Những tin nhắn kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc sống trên tàu trong những ngày qua. Nó được viết bởi Kate Bus vào ngày 10 tháng 4. Cô ấy đề cập đến việc mình cảm thấy say sóng như thế nào và những điều khác, chẳng hạn như việc cô phải đi ăn tối sau nửa giờ nữa. Bức thư này không phải là bức thư duy nhất mà thợ lặn đưa lên mặt nước. Ví dụ, có bức thư Esther Hart viết cho cô con gái nhỏ Eva. Nó đã được bán đấu giá với giá 119.000 bảng Anh. Bức thư này có lẽ là bức cuối cùng được viết trên tàu vì nó được hoàn thành chỉ 8 giờ trước thảm kịch. Bức thư không bị hư hỏng nặng vì nó nằm trong túi áo khoác của chồng Esther. Một lá thư khác mà chúng ta có thể kể đến là lá thư của tiến sĩ John Simpson. Đó là những lời cuối cùng anh viết cho mẹ mình. Hãy để tôi giới thiệu bạn với Edith Rosenbaum. Cô ấy đang ở trên tàu với chú lợn đồ chơi may mắn của mình. Edith đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn trước khi cô lên đường tới con tàu lớn. Món đồ trên này là món quà của mẹ cô như một chỗ dựa tinh thần cho quá trình hồi phục sức khỏe của cô. Thực ra nó là một hộp nhạc có hình con lợn. Edith đã dùng nó để xoa dịu những người trẻ tuổi đang sợ hãi trên cùng một chiếc thuyền cứu sinh. Món đồ tiếp theo trong danh sách chính là chiếc còi trinh sát của Lillian Winfred Bentham. Cô ấy là hành khách hạng nhì. Vào cái đêm khủng khiếp đó, Lillian đang ở trong phòng riêng của mình. Cô không tin rằng tàu Titanic có thể chìm. Xét cho cùng thì đó là con tàu không thể chìm. Bạn của cô đã đến gặp cô và thuyết phục cô nhảy xuống xuồng cứu sinh. Đến lúc này cô mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Một lúc sau, cô thấy con tàu vỡ làm hai phần. Khi xuồng cứu sinh trôi vào màn đêm, Lillian nhìn thấy một thuyền viên cũng được cứu. Không cần suy nghĩ kỹ, cô quấn người đàn ông bằng chiếc áo khoác lông của mình. Trời lạnh cóng nên có lẽ cô ấy đã cứu mạng người đàn ông bằng cách đó. Chàng trai muốn cảm ơn lòng tốt của cô nên đã đưa cho Lillian một chiếc còi trinh sát. Đó là chiếc còi anh dùng suốt đêm để kêu cứu. Đôi găng tay trắng này là một trong những hiện vật hiếm nhất được tìm thấy từ tàu Titanic. Đôi găng tay có tông này thuộc về một quý ông. Không rõ danh tính của chủ sở hữu là ai. Vải không thể tồn tại dưới nước trong nhiều thập kỷ, nhưng những chiếc găng tay này trông vẫn đẹp và bạn vẫn có thể thấy được những chi tiết tinh tế và sang trọng. Một chiếc chuông báo động cũng đã được tìm thấy. Vâng, đó là chiếc chuông nổi tiếng ấy đó. Chiếc chuông reo để cảnh báo mọi người về tảng băng trôi. Hạm đội Frederick và Reginald Lee đang làm nhiệm vụ canh gác vào đêm xảy ra tai nạn. Cả hai đều sống sót. Hạm đội là người đã nhìn thấy tảng băng trôi trước khi con tàu đâm vào nó. Điều trớ trêu là Fleet và Lee không có ống nhòm. Chúng được cất trong tủ đựng đồ ở tủ quạ. Nhưng chìa khóa tủ lại nằm trong túi của một thuyền viên được điều động sang tàu khác vào phút cuối và không để lại chìa khóa. Họ có thể nhìn thấy tảng băng trôi sớm hơn nếu họ có cặp ống nhòm. Nếu họ có nó, con tàu Titanic có thể đã tránh thảm họa rồi. Thợ lặn không chỉ phát hiện được đồ đạc của hành khách hay thủy thủ đoàn, mà còn cả những mảnh vỡ của chính con tàu. Hiện vật tiếp theo là cầu thang lớn. Một số phần của cấu trúc mang tính biểu tượng này đã được trục vớt từ xác tàu. Hóa ra, cầu thang này đã trở thành nơi gặp gỡ của những hành khách hạng nhất. Nếu họ muốn đến thăm nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày đi spa hoặc ăn tối, họ hẹn nhau ở cầu thang và cùng nhau đi. Cầu thang này là dấu hiệu cho thấy một số phần của Titanic sang trọng như thế nào. Một vật thể được trục vớt một cách kỳ diệu khác thuộc về tàu Titanic là sơ đồ của nó. Đó là một trong những hiện vật đắt nhất được bán đấu giá. Sơ đồ rộng khoảng hơn 9 mét. Còn gì nữa? Máy đo logarit cũng được phát hiện. Đó là một thiết bị dùng để kiểm tra tốc độ di chuyển của con tàu và khoảng cách mà nó đi được. Các chuyên gia cho biết, kể từ trưa ngày 14 tháng 4, thiết bị này đã đi được 268 hải ly. Và còn nhiều hơn thế nữa, một mảnh thân tàu khổng lồ được gọi là mảnh lớn cũng được tìm thấy. Anh chàng này nặng 15 tấn lận. Các cửa sổ lớn hơn dành cho cabin và những cửa sổ nhỏ hơn dành cho phòng vệ sinh. Mảnh này được tìm thấy vào năm 1994, nhưng phải đến năm 1998 nó mới được lấy ra thành công. Sau ngần ấy năm ở dưới nước, mảnh này tràn ngập sinh vật biển. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các ô cửa sổ vẫn có kính. Giả sử bạn là một thợ lặn và bạn chỉ có thể lấy được một trong những món đồ này, bạn sẽ chọn cái nào?
Vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, Titanic va chạm với một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương. Nhiều hiện vật đã được tìm thấy và phục hồi, chẳng hạn như các bộ phận của tàu, đồ trang sức, đĩa ăn và vân vân. Con tàu bị nhấn chìm hoàn toàn trong vùng nước băng giá xa xôi sau khoảng 3 tiếng. Đêm ấy lạnh và rất sống động, dàn nhạc cất tiếng và mê hoặc những vị khách trên tàu. Ai nấy đều hào hứng và mong muốn đặt chân đến đất Mỹ. Vào năm 1912, việc một con tàu băng qua Đại Tây Dương vẫn được cho là một kỳ tích tuyệt vời. Vào ngày thảm họa diễn ra, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã cảm nhận được bầu không khí bất hạnh sắp ập tới. Nhưng những người khác thì không. Đối với họ, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra và đây sẽ chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, vì họ vẫn cho rằng Titanic không thể chìm. Khi nhắc đến Titanic, thì hẳn điều cuối cùng bạn nghĩ tới chính là đội đưa thư. Vâng, con tàu này chở theo bưu tá nhằm chuyển thư đến Mỹ. Dù đây có vẻ là một công việc khá bình thường, nhưng ứng viên phải vượt qua một bài kiểm tra khó nhằn mới được phép lên tàu. Chỉ vài ứng cử viên hàng đầu có thể đạt chuẩn. Số ít đó sẽ lọt vào danh sách cuối cùng và trúng tuyển. Một bưu tá người Mỹ có tên John Star March đã kiếm được từ 1.000 đến 1.500 đô la một năm khi làm việc trên tàu Titanic vào năm 1912. Số tiền này là rất lớn. Đội đưa thư không chính thức là thành viên của thủy thủ đoàn vì họ ở gần khu hạng 3, nhưng do sức ảnh hưởng và sự kháng cự của họ mà cuối cùng họ đã được chuyển chỗ và được cấp một khu vực dùng bữa riêng. Marsh làm công việc này vì ông cần tiền nuôi gia đình. Ông đã phát hiện được cách hoàn hảo để kiếm thật nhiều tiền, đó là làm việc trên một con tàu lớn đang băng qua đại dương. Hồi ấy, ông 51 tuổi và đến từ New Jersey. Đáng buồn thay, ông đã có mặt trên tàu khi con tàu đắm và không sống sót. Nhưng người ta tìm được một chiếc đồng hồ bỏ túi. Nó giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những chuyện đã xảy ra vào buổi tối định mệnh đó. Vỏ đồng hồ được làm bằng vàng chạm khắc, với dòng chữ nói rằng nó được sản xuất bởi công ty đồng hồ quốc gia Elkin. Khi quan sát bề ngoài, bạn sẽ nghĩ rằng chiếc đồng hồ này chỉ là một món đồ cổ tinh xảo thường nằm bên trên lò sưởi, nhưng nó còn chứa đựng một vài chi tiết lạ thường. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nước đã thấm vào bên dưới kính và những cây kim đồng hồ màu đen dừng lại vào thời điểm 1 giờ 27 phút. Điều này khiến chúng ta phải thắc mắc tại sao đồng hồ lại đứng sững vào thời khắc ấy và chủ nhân của chiếc đồng hồ đang làm gì khi đó. Các nhân viên bưu điện vận hành một cơ sở phân loại thư cực kỳ năng suất và có đầy đủ chức năng trên tàu Titanic. Đây không phải là điều thường thấy trên một con tàu du lịch, vì những tàu viễn dương điển hình sử dụng các túi thư kín để vận chuyển bưu phẩm từ cảng này sang cảng khác. Nhưng phòng phân loại thư trên tàu Titanic cho phép hành khách gửi bưu thiếp mỗi khi con tàu này dừng chân tại những khu trung chuyển ở Ireland và Pháp. Theo báo cáo, các hành khách trở về phòng vào khoảng 11 giờ đêm, nhưng một số khách vẫn đi chơi và tận hưởng màn đêm ấy. Năm bưu tá đang tổ chức sinh nhật cho một đồng nghiệp trong phòng ăn riêng. 5 phút trước vụ va chạm, các thủy thủ đã nhìn thấy tảng băng trôi và rung chuông 3 lần để cảnh báo rằng có vật cản ở phía trước con tàu. Họ ra lệnh cho Titanic di chuyển sang trái hay hết lái trái, một khẩu lệnh trong ngành hàng hải để khiến động cơ đảo chiều. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để ngăn chặn vụ va chạm khủng khiếp. Vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, Titanic va phải tảng băng trôi và thảm họa nổ ra bên trong tàu. Đó không chỉ là việc nước tràn vào rồi làm đắm con tàu, mà còn là sự hoảng loạn và lộn xộn của các hành khách lẫn thành viên thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng Smith đi tới Bob và được thông báo rằng tàu Titanic đã va phải một tảng băng trôi. Cùng thời điểm đó, phòng thư cũng bị nước tràn vào. Chúng ta biết rằng con tàu dài 269 mét đã chìm hoàn toàn vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng với 706 người sống sót. Rất nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trong khoảng thời gian giữa lúc vụ va chạm xảy ra và khi con tàu chìm hẳn. Vào nửa đêm, người ta bắt đầu chuẩn bị xuồng cứu sinh để hành khách sơ tán. Theo lệnh, phụ nữ và trẻ em sẽ xuống xuồng cứu sinh cùng với một vài thủy thủ để hướng dẫn và vận hành xuồng. Vấn đề là 20 xuồng cứu sinh có sẵn chỉ chứa được 1.178 người trên tổng số hơn 2.200 hành khách trên tàu.
Marsh và các đồng nghiệp của ông bắt đầu phân loại thư. Việc chỉ đạo và ra lệnh cứ loạn hết cả lên. Mỗi giây trôi qua, làn nước lạnh như băng càng tràn vào tàu nhiều hơn. 15 phút sau nửa đêm, thuyền trưởng Smith ra lệnh cho các thành viên thủy thủ đoàn của mình phát tín hiệu cấp cứu. Cho dù tín hiệu SOS được sáng tạo trước thời điểm Titanic xuất hiện, nhưng nhiều tàu vẫn sử dụng CQD. CQ là viết tắt của General Call và D là Distress, tạm dịch là tín hiệu cấp cứu chung. Tàu Frankfurt ở quá xa nên không thể giúp đỡ dù nó là một trong những tàu đầu tiên phản hồi. Ngay cả con tàu chị em của Titanic, Olympic cũng đáp lại, nhưng nó cũng cách đó quá xa. Vào lúc 12 giờ 20 phút sáng, tàu Carpathia nhận được thông báo khẩn cấp và chuyển hướng để hỗ trợ dù Titanic đang cách họ đến 107 km. Tuy tin tức này khiến chúng ta yên tâm hơn, nhưng nước vẫn không ngừng chảy vào tàu với tốc độ đáng báo động. Việc trấn tĩnh mọi người thật không dễ dàng khi đã biết rằng con tàu sẽ chìm chỉ trong vài giờ. Đến lúc này, nhiều hành khách đã có mặt trên các xuồng cứu sinh và chờ để được hạ xuống nước. Các nhạc công trên tàu vẫn chơi nhạc cho những hành khách còn đang chờ đợi. Lúc đầu, họ chơi trong phòng lounge hạng nhất, sau đó họ chuyển ra ngoài bon. Người ta vẫn tranh luận về việc họ đã chơi trong bao lâu và chơi bài gì. Không nhạc công nào sống sót. Năm bưu tá trên tàu cũng đang thực hiện nhiệm vụ của mình khi tàu chìm. Theo một sĩ quan an ninh tàu biển, nước trong phòng thư đã cao đến mắt cá chân và các bưu tá đã tất tả bảo vệ nhiều bưu phẩm nhất có thể. Marsh là một trong số những bưu tá ấy. Quán phòng, các túi thư đang trôi bồng bềnh. Họ bắt đầu với bưu phẩm bảo đảm. Các nhân chứng của vụ chìm tàu Titanic cho biết lúc ấy các bưu tá đang chất các túi đựng thư lên bom để chúng không bị ướt và chờ cứu hộ đến. Họ cũng nhắc đến những túi đựng thư trôi nổi trong làn nước lạnh như băng. Mãi đến 12 giờ 45 phút, xuồng cứu sinh số 7 ở mạn trái mới được hạ thủy. Mặc dù xuồng đủ chỗ cho khoảng 65 người, nhưng chỉ có 27 người có mặt trên đó. Rất nhiều xuồng cứu sinh đã chở ít hành khách hơn sức chứa tối đa được cho phép của chúng. Thủy thủ đoàn lo lắng rằng xuồng sẽ lật nếu có quá nhiều người trên đó. Một số báo cáo cho thấy có người còn từ chối lên xuồng cứu sinh vì một mực cho rằng tàu Titanic không thể chìm. Cùng lúc đó, họ bắn một trong 8 quả pháo báo nguy lên không trung, nhưng cũng chẳng ích gì. Đến 12 giờ 55 sáng, hai nam hành khách đã nhảy lên xuồng cứu sinh số 2 và số 3 sau khi chúng được hạ thủy. 5 phút sau, một xuồng cứu sinh khác được thả xuống với khoảng 39 người. Tại thời điểm này, nước đã lan đến chân cầu thang lớn. Trong 20 phút tiếp theo, nhiều thuyền cứu sinh được hạ xuống và đa số đều bị quá tải. Vẫn không có sự hỗ trợ nào. Tàu Carpathia còn đang di chuyển. Sự hoảng loạn và căng thẳng càng lúc càng leo thang. Những người bị bỏ lại phía sau vô cùng tức giận. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng, mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát. Việc tổ chức đưa hành khách lên xuồng cứu sinh đã ngưng lại. Đồng hồ của Marsh dừng trước đó 3 phút. Điều này có thể đồng nghĩa với việc ông đã tham gia vào cuộc ẩu đả giữa thủy thủ đoàn và hành khách. Phải 3 giờ sau, tàu Carpathia mới tới nơi. Marsh không nằm trong số những người sống sót. Đồng hồ của ông chính là một trong những phát hiện quan trọng đã thất lạc bên trong xác tàu Titanic. Cuối cùng, nó đã được trả lại cho hai cô con gái của Marsh. Hiện tại, nó thuộc về một bộ sưu tập của Bảo tàng Bưu điện Quốc gia. Marsh chính là tuýp người luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Thời gian là một thứ quý giá đối với những người có mặt trên tàu. Và đối với việc tìm hiểu về những câu chuyện bi thảm nhưng đầy cảm hứng của Titanic thì chiếc đồng hồ này chính là một thứ cực kỳ giá trị. Trước đây, người ta không hề tưởng tượng nổi con tàu Titanic không thể chìm sẽ va chạm với tảng băng trôi, ngoại trừ một người đàn ông, William Thomas Tett. Chà, tất nhiên là không trực tiếp. Không phải bỗng dưng một sáng, ông ấy bật dậy khỏi giường và hình dung ra cảnh Titanic bị đắm. Vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 1886, 26 năm trước khi Titanic chìm, ông đã viết một truyện ngắn đầy cảm hứng có tựa đề là How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by Survivor. Tạm dịch, tàu chở thư chìm ở đại dương qua lời kể của người sống sót. Được rồi, hãy cùng tóm tắt thật nhanh câu chuyện.
Titanic đã đi từ Southampton đến New York vào tháng 4 năm 1912 ở Bắc Đại Tây Dương. Con tàu va phải một tảng băng trôi và chưa đầy 3 giờ sau, nó hoàn toàn chìm dưới nước. Trong số 2.208 người trên tàu, chỉ có 706 người sống sót do số lượng xuồng cứu sinh bị hạn chế và làn nước lạnh giá. Một con tàu chở khách khác, Carpathia, nghe thấy tín hiệu cấp cứu đã đến đón những người sống sót và đưa họ tới New York một cách an toàn. Chuyện ngắn của tác giả William Stead viết về Thomas, một thủy thủ người Anh. Ông đã lên một con tàu chở khách đến Mỹ. Tới một thời điểm, nhân vật chính nhận ra rằng nếu có tai nạn xảy ra, số xuồng cứu sinh trên tàu sẽ không đủ cho tất cả mọi người. Vài ngày sau, sương mù dày đặc đã chắn hết tầm nhìn. Vận may đã không mỉm cười với con tàu và nó đâm vào một con thuyền đi lạc, cũng giống như Titanic đâm vào tảng băng trôi. Trong tổng số 916 người, chỉ 200 người đến Mỹ an toàn. Nhân vật chính đã sống sót bằng cách nhảy xuống nước và trèo lên một xuồng cứu hộ. Hẳn bạn nghĩ rằng câu chuyện đã khiến mọi người tức giận và bổ sung xuồng cứu hộ trên tàu. Nhưng đáng buồn thay, khi cuốn sách được xuất bản, chẳng mấy ai chú ý đến nó. Bi thảm hơn nữa là William Thomas Stead cũng ở trên tàu khi Titanic chìm. Và ông đã không may mắn sống sót. Những người sống sót quen biết Stead nói rằng ông luôn tươi vui và thích tán gẫu trong các bữa ăn. Ông khen ngợi thiết kế và độ chắc chắn của con tàu. Các nhân chứng cũng kể rằng ông đã giúp ích rất nhiều khi con tàu chìm. Ông đã trao áo phao của mình cho người khác. Ông là một nhà báo chuyên nghiệp và đang trên đường đến New York để tham dự một buổi lễ. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của ông cho nền báo chí hiện đại là việc sử dụng hình ảnh minh họa trong mỗi bài báo. Ông cũng cho ra mắt các bài báo dựa trên phỏng vấn và chúng vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, cùng với các hình ảnh minh họa. Tuy nhiên, câu chuyện này không phải là tác phẩm được xuất bản duy nhất dự đoán về thảm họa Titanic. Morgan Robertson là một nhà văn và cựu thuyền trưởng. Ông chuyên sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết nổi bật nhất của ông là The Wreck of the Titan, vụ đắm tàu Titan, hay còn có tên khác là Sự Phù Phiếm. Cuốn sách được viết vào năm 1898, 14 năm trước thảm họa Titanic. Đó là câu chuyện hư cấu về Titan, một con tàu rất giống với Titanic, cũng băng qua Bắc Đại Tây Dương. Thật trùng hợp là Titan cũng nhanh như Titanic và có nhiều điểm tương đồng khác như kích thước hay thiết kế. Cuốn sách mô tả Titan là không thể chìm và là con tàu lớn nhất ra khơi vào thời điểm đó, giống hệt như với Titanic. Một điểm tương đồng kỳ lạ nữa là Titan cũng không có đủ số lượng xuồng cứu sinh cần thiết. Câu chuyện diễn ra vào tháng 4 và đó cũng chính là thời gian Titanic khởi hành rồi va phải tảng băng trôi. Chuyện về Titan cũng đề cập rằng hầu như không ai sống sót sau tai nạn khủng khiếp đó. Khác với chuyện của Stead, nhân vật chính của Robertson đi theo một con đường khác. Tàu Titan chìm ở giữa chuyện. Sau tai nạn, nhân vật chính vẫn sống tiếp cuộc đời mình. Cuốn sách đã thu hút sự chú ý của công chúng sau thảm họa Titanic. Làm sao một người có thể mô tả vô cùng chính xác một sự kiện xảy ra vào hơn một thế kỷ sau đó như vậy? Nhiều người tin rằng Robertson có khả năng nhìn trước tương lai. Nhưng thực tế cho thấy Robertson rất am hiểu về tàu thuyền. Điều này cho phép ông viết những chi tiết chân thực mà chẳng cần tốn công tìm hiểu nhiều. Trên thực tế, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các con tàu vào thời đó là va phải tảng băng trôi hoặc va chạm với các con tàu khác. Câu chuyện tiếp theo lại có vẻ khá bí ẩn. Có lần Alex Mackenzie nghe thấy một giọng nói cảnh báo ông không được lên tàu Titanic. Nhưng khi ông quay người lại thì không thấy ai. Khi ông tiếp tục bước đi, giọng nói lại vang lên, nhưng lần này nó to và rõ ràng hơn. Ông đã tin vào lời cảnh báo và hủy chuyến đi, rồi quay về quê nhà ở Glasgow, Scotland. Khi thấy ông không lên tàu Titanic nữa, cha mẹ ông không vui lắm vì giá vé rất đắt đỏ. Nỗi thất vọng đã nhanh chóng tan biến khi họ nghe tin con tàu đâm vào một tảng băng trôi. John Coffey là một nhân viên trên Titanic, nhưng ông đã rời tàu khi con tàu dừng ở quê nhà ông, Queenstown Island. Nội tâm của ông nhắc nhở rằng ông nên xuống tàu và ông đã nghe theo. Hồi ấy, ông là một chàng trai 23 tuổi và với một người ở tuổi ông, làm việc trên Titanic chính là một điểm sáng lớn trong sự nghiệp và là cơ hội để thăng tiến. Dẫu cho thảm kịch Titanic kinh hoàng, chàng trai vẫn vào làm cho tàu RMS Mauretania chỉ vài tháng sau đó. Đó là sự tận tâm trong công việc. Người ta đã tiết lộ một số thông tin bổ sung vào nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu Titanic. Các thợ đóng tàu đã khẳng định rằng con tàu không thể chìm, nhưng sau đó nhiều người đã đưa ra giả thuyết rằng các tấm thép của con tàu quá yếu so với nước Đại Tây Dương lạnh cóng. Điều này có lẽ đã làm đinh tán bật ra, khiến nước biển ngấm vào bên trong. Một giả thuyết nữa cho rằng bên trong thân tàu Titanic, một ngọn lửa đã cháy được 3 tuần trước chuyến ra khơi.
lừa làm mềm thép, cho phép tảng băng trôi đâm xuyên qua như thể dao cắt bơ. Một số hình ảnh từ trước khi con tàu khởi hành đã cho thấy các vệt đen trên thân tàu mà có lẽ là do lửa gây nên. Dù thế nào thì tảng băng trôi cũng đã gây ra nhiều hư hại đáng kể, dù có lửa hay không. Một số người còn đổ lỗi cho nhà thiết kế con tàu. Con tàu được đóng các khớp lớn ở đáy và các khớp này dễ bị gãy trong khi va chạm. Tất nhiên, người ta đã đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng chúng ta đều biết một sự thật rằng tảng băng trôi là nhân vật chính trong bi kịch này. Các tác phẩm của Stead và Robertson lẽ ra nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao, đây cũng là một bài học cho tương lai, góp phần ngăn chặn những tai nạn tương tự. Dù sao thì các con tàu chở khách cũng sẽ không tồn tại nếu không có công lao của Thomas Newcomen. Vào năm 1712, ông đã phát minh ra một động cơ hơi nước mạnh mẽ đến nỗi có thể sản xuất đủ năng lượng để chạy một con tàu. Một thế kỷ sau, vào năm 1819, con tàu hơi nước đầu tiên đã ra khơi trên Đại Tây Dương, tiến về Liverpool, Anh. Con tàu chỉ mất 29 ngày để băng qua đại dương. Ngành công nghiệp tàu chở khách đã bùng nổ vào đầu thế kỷ thứ 20, tạo điều kiện cho người dân đến Mỹ hoặc đi du lịch dễ dàng hơn. Nhiều thập kỷ trôi qua, sự phát triển của ngành hàng không đã trở nên nổi trội hơn tàu chở khách vì máy bay nhanh và có năng suất cao hơn. Ngày nay, việc tàu chở khách va chạm với bất cứ thứ gì ngoài khơi cũng rất hiếm khi xảy ra. Công nghệ tiên tiến có thể phát hiện ra bất cứ mối nguy nào, thậm chí dự đoán các cơn bão. Tàu du lịch ngày nay lớn hơn nhiều so với tàu ở thời Titanic. Các thế hệ tàu hiện đại có thể chở gấp đôi số hành khách và có các tiện nghi mà người xưa chỉ có thể mơ đến. Hầu hết tàu vũ trụ hiện đại đều có vài nhà hàng như bể bơi và phòng giải trí cho khách thỏa sức lựa chọn. Nếu muốn thư giãn giải trí, bạn có thể đến xem các buổi biểu diễn trực tiếp. Đừng quên sân bay trực thăng nhé, vì tại sao không nhỉ? Đừng lo nếu bạn cảm thấy không khỏe. Các bác sĩ trên tàu luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ hành khách nào. Và những con tàu này sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa. Nếu ta đặt Titanic cạnh một con tàu du lịch hiện đại, trông chúng chẳng khác nào một chú Corgi với một chú Doberman. Hồi đó, Titanic là con tàu lớn nhất và hiện đại nhất mà mọi người có thể mơ tới. Vì vậy, ai biết được tương lai của tàu du lịch sẽ ra sao? Biết đâu, chúng ta sẽ có cả thành phố trên mặt nước. Đó sẽ là một con tàu khổng lồ. Hơn một thế kỷ trước, tàu Titanic va phải một tảng băng trôi và chìm xuống đáy Đại Tây Dương. Trong số 2.240 người trên tàu, chỉ có khoảng 700 người sống sót thôi. Kể từ đó, thảm kịch đã trở thành chủ đề của vô số phim truyện, phim tài liệu và sách báo. Mặc dù chúng ta đã tìm hiểu nhiều về con tàu và nhiều người trên tàu, nhưng chúng ta hầu như không biết gì về tảng băng trôi gây ra thảm họa, nhất là những gì liên quan đến kích thước của nó. Nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một số manh mối đấy. Tàu Titanic do White Star Line chế tạo như một phần của đội tàu chở khách mới của công ty. Vào lúc đó, nó là con tàu lớn nhất từng được đóng. Và đúng với cái tên của mình, con tàu dài 270m, tương đương 2,5 sân bóng đặt kế nhau, và cao 53m, gần bằng 10 con hươu cao cổ đứng chồng lên nhau. Chỉ tính riêng từ ngấn nước đến bom, con tàu đã cao 18m, gần bằng chiều cao của một tòa nhà 4 tầng. Tàu Titanic đủ lớn để có quán cà phê ngoài hiên, nhà hàng, phòng đọc viết, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, phòng gym và sân bóng quần. Thậm chí còn có không gian cho một hồ bơi. Con tàu có thể chở tổng cộng 3.300 người, bao gồm 2.435 hành khách và 900 thành viên thủy thủ đoàn. Mặc dù sự xa hoa cũng quan trọng, nhưng an toàn là điều ưu tiên hàng đầu. Tàu Titanic được thiết kế với 16 khoang kính nước bên dưới bom tàu. Nếu thân tàu bị hư hại trong một vụ tai nạn, thì có tới 4 khoang trong số này có thể chứa nước, đồng thời 12 khoang còn lại sẽ giữ cho tàu nổi. Philip Franklin, phó chủ tịch của White Star Line, cho biết đây là điều khiến con tàu thực sự đáng chú ý. Người ta tin rằng Philip đã nói, không có nguy cơ khiến Titanic chìm, con tàu không thể chìm, và ngoài chút khó chịu ra, thì hành khách cũng sẽ không sao đâu. Ông đã rất sai. Con tàu rời nước Anh trong chuyến đi đầu tiên và cuối cùng vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, và chỉ cần một tảng băng trôi là đã hạ đo ván con tàu hùng vĩ ấy rồi. Băng trôi thật thú vị, chúng được hình thành trong quá trình nứt vỡ. Khi những khối băng nước ngọt lớn tách khỏi sông băng và trôi ra ngoài khơi, cuối cùng chúng tan ra và biến mất. Ở Bắc Bán Cầu, phần lớn các tảng băng trôi này đến từ Greenland. Ở phía Nam thì chúng đến từ Nam Cực.
Những gì bạn nhìn thấy trên mặt nước chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi thôi. Đó chỉ là phần đỉnh. Phần lớn tảng băng lên đến 90% nằm ở dưới nước. Chỉ khi bạn xem xét các bức ảnh của toàn bộ tảng băng, bạn mới thực sự có thể thấy được độ lớn của chúng. Phần mà bạn không nhìn thấy của tảng băng trôi thường là phần nguy hiểm nhất. Bên dưới những con sóng, tảng băng có các cành lởm chởm ở những chỗ ngẫu nhiên. Một con tàu có thể đến quá gần mà không nhận ra, dẫn đến đáy thuyền bị hư hại nghiêm trọng. Và thứ bạn phải đề phòng không chỉ là những tảng băng trôi lớn, những tảng băng nhỏ hơn, khó phát hiện hơn, được chứng minh là nguy hiểm tương tự. Ví dụ, một tảng băng nhỏ dài chưa tới 2 mét, với chỉ hơn 1 mét ở trên mặt nước, và một tảng băng lớn hơn một chút với kích thước chưa đến 4 mét. Sự nguy hiểm của các tảng băng trôi đã được biết rõ khi tàu Titanic ra khơi. Vào năm 1901, Icelander đã đi qua Inside Passage để đến Alaska. Nó va chạm với một tảng băng và chìm ngay lập tức. May mắn là 138 trong số 178 người trên tàu đã đến nơi an toàn. Lúc đó, không có bất kỳ thiết bị đặc biệt nào để phát hiện các tảng băng trôi. Công cụ tốt nhất là đôi mắt của bạn. Từ một vị trí thuận lợi đặc biệt phía trên con tàu được gọi là đài quan sát, hai thành viên thủy thủ đoàn phải nhìn ra đại dương và đề phòng những mối nguy hiểm tiềm tàng. Đài quan sát ở phía trước con tàu, cách bom 15 mét, nó được cố định vào cột buồm. Từ độ cao này, một người có thể nhìn rõ đại dương. Nếu thấy điều gì khả nghi, họ có thể rung một chiếc chuông lớn để báo động. Sau đó, họ có thể gọi từ một chiếc điện thoại đặc biệt để cảnh báo cho thuyền trưởng về hiểm nguy. Nhưng tưởng tượng xem công việc này kinh khủng như thế nào, nhất là vào đêm tàu Titanic bị chìm. Đài quan sát không phải là một căn phòng ấm áp được bao quanh bởi các cửa sổ đâu. Thay vào đó, nó là một buồng lớn tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, nhiệt độ không khí là khoảng 4 độ C, gần như đóng băng. Khi con tàu di chuyển với tốc độ khoảng 42 km/h, các thủy thủ chắc hẳn đã cảm thấy luồng không khí lạnh buốt mà sát vào mọi vùng da lộ ra ngoài. Ưu điểm duy nhất của công việc này là một ca chỉ kéo dài 2 tiếng thôi. Frederick Play là thủy thủ đã phát hiện ra tảng băng làm chìm tàu Titanic. Lúc đó, anh đang ở trong đài quan sát, làm việc với Reginald Lee. Fleet theo dõi bên trái của con tàu, trong khi Lee quan sát bên phải. Lúc hai người bắt đầu ca làm việc, đã là 10 giờ tối, họ đã được cảnh báo về khả năng có băng. Nhưng khi bạn thì lạnh và trời thì tối, có thể bạn sẽ cảm thấy đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Tệ hơn nữa, hai người thậm chí còn không có ống nhòm để công việc được dễ dàng hơn. Fleet sau đó khẳng định rằng nếu có ống nhòm thì đã có thể ngăn được thảm kịch rồi. Khi công việc còn khoảng 20 phút nữa là xong, hai thủy thủ nhìn thấy tảng băng trôi. Fleet rung chuông một lần, hai lần, rồi một lần nữa. Sau đó anh gọi lên trên cầu tàu để thông báo cho thủy thủ đoàn. Lúc đầu, cuộc gọi hình như đã đến đúng lúc. Động cơ của con tàu đảo chiều và con tàu khổng lồ quay đầu được. Tuy nhiên, không đủ để tránh tảng băng trôi. Băng đổ xuống bom tàu. Tảng băng đã xé toạc thân tàu và nước tràn vào. 2 giờ 40 phút sau, con tàu Titanic đã biến mất. Và ở đây, chúng ta có manh mối thứ nhất. Tảng băng đủ lớn để có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong đêm tối mà không cần đến ống nhòm. Nó cũng đủ cao để các mảnh băng rơi xuống bom tàu. Vì tất cả việc này xảy ra từ rất lâu trước khi có mạng xã hội và smartphone, nên lúc đó không có ai trên tàu chụp ảnh hay quay video lại. Vì vậy, tất nhiên chúng ta không có bất kỳ cảnh quay nào về tảng băng trôi thực thụ. Nhưng có những bức ảnh về tảng băng trôi khả nghi vào cuối ngày hôm đó. Tàu SS Prince Albert đang ra khơi gần khu vực này vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912. Người quản lý trên tàu vẫn chưa nghe về chuyện đã xảy ra với tàu Titanic. Nhưng khi phát hiện một tảng băng trôi qua, ông không thể chụp ảnh nó. Tại sao vậy? Có một đường sơn màu đỏ dọc theo đáy tảng băng cho thấy nó có khả năng đã va chạm với một con tàu trong vòng 12 tiếng trước đó. Bức ảnh thứ hai được chụp từ một con tàu có tên là Minia, sau đó được gửi đến khu vực có thể tìm kiếm các mảnh vỡ từ vụ va chạm. Thuyền trưởng T. Carteret nói rằng trong đống đổ nát, ông chỉ nhìn thấy một tảng băng trôi. Ông cũng nhận thấy một vệt sơn đỏ trên đó. Từ các bức ảnh và lời kể của nhân chứng,
Các báo cáo đã ước tính tảng băng trôi cao từ 15 đến 30 mét và dài 61 đến 122 mét. Đây là manh mối thứ hai. Tảng băng trôi đâm vào tàu Titanic có lẽ đã bắt đầu cuộc hành trình trên đại dương từ bờ biển Greenland đi qua vịnh Baffin đến eo biển Davis. Từ đây, nó chắc hẳn đã trượt qua biển Labrador và cuối cùng đến Đại Tây Dương. Chỉ điều này thôi đã khá ấn tượng rồi. Các sông băng ở Greenland tạo ra khoảng 15.000 đến 30.000 tảng băng trôi mỗi năm. Một số thì nhỏ, một số thì lớn, trong đó chỉ 1% đến được Đại Tây Dương thôi. Số khác chỉ đơn giản là tan chảy trên đường đi. Chúng ta biết rằng nhiệt độ của Đại Tây Dương nơi xảy ra vụ chìm tàu là khoảng âm 2 độ C. Đó là dưới mức đóng băng. Đối với con người, nhiệt độ này có thể gây tê cống hoặc hạ thân nhiệt. Nhưng lại rất ấm đối với một tảng băng. Hầu hết sẽ chỉ tồn tại từ 2 đến 3 năm ở Bắc Đại Tây Dương, rồi từ từ tan chảy vào vùng nước ấm hơn. Dựa trên điều này, có khả năng tảng băng trôi đâm vào Titanic rời Greenland vào năm 1910 hoặc 1911 và bị tan chảy hoàn toàn vào cuối năm 1912 hoặc 1913. Nhưng vì nó đã đến Đại Tây Dương và gây ra thiệt hại đáng kể cho con tàu, nên chúng ta có manh mối thứ ba. Chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác kích thước của tảng băng trôi vào ngày đó. Nhưng chúng ta biết nó chắc chắn không phải là một tảng băng nhỏ hoặc hơi lớn. Cả hai loại này đều quá nhỏ. Và nếu băng thực sự nằm rải rác trên bom trong vụ va chạm thì tảng băng phải cao hơn 18 mét một chút. Các ước tính của tờ báo có lẽ gần với con số mà chúng ta sẽ có được. Tảng băng đã nhấn chìm tàu Titanic quả thực là một tảng băng đáng gờm, và những tảng băng trôi vẫn là một mối đe dọa. Gần đây nhất là vào năm 2007, tàu du lịch Explorer đã va phải một tảng băng và chìm ở biển Weddell ở Nam Cực. May mắn là mọi người đều sống sót. Đội tuần tra quốc tế được thành lập vào năm 1914 sau vụ đắm tàu Titanic. Tổ chức này vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay, bao gồm các đại diện từ một số quốc gia. Bằng cách sử dụng máy bay và radar, đội tuần tra xác định vị trí và theo dõi các tảng băng trôi lớn hơn, cung cấp thông tin cho bất kỳ ai cần, và trong quá trình này đã ngăn chặn được nhiều thảm kịch ở đại dương hơn. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu RMS Titanic khởi hành từ Anh, nhưng đây không phải là màn hạ thủy của một con tàu bình thường. Tàu Titanic là tàu lớn nhất từng được chế tạo vào thời đó. Nó dài khoảng 270 mét, gần bằng kích thước của 3 sân bóng đá, tính từ thân tàu đến đỉnh của các ống khói. Con tàu cao khủng khiếp, tận 53 mét, bằng chiều cao của một tòa nhà 17 tầng. Titanic được mệnh danh là con tàu không thể chìm, và việc xây dựng nó cần đến công sức của 3.000 công nhân trong gần 3 năm. Nhưng chỉ 4 ngày sau chuyến ra khơi đầu tiên, vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, tàu va phải một tảng băng trôi và bị những con sóng của Đại Tây Dương nuốt chửng. Phải 2 giờ 40 phút sau, con tàu mới chìm hẳn xuống đáy. Trong số hơn 2.200 hành khách và thuyền viên, chỉ có 706 người sống sót. Xác tàu mất hút trong vòng 73 năm sau đó và che giấu nhiều bí mật dưới làn nước Đại Tây Dương lạnh giá. Nếu không có một người đàn ông nọ đã dành cả đời để khám phá biển cả, thì con tàu khổng lồ ấy có lẽ sẽ còn mất tích lâu hơn thế nữa. Người đàn ông đó là Robert Ballast. Ballast yêu thích đại dương từ thuở nhỏ. Niềm đam mê này bắt đầu khi ông mới 12 tuổi. Ông được xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Hai Vạn Dặm Dưới Biển của Jules Verne vào thời điểm đó. Bộ phim này có đầy đủ các yếu tố để khơi dậy trí tưởng tượng cho những người trẻ, từ cuộc phiêu lưu và những sinh vật kỳ lạ cho đến phương tiện mạnh mẽ dưới nước có tên Nautilus. Nó có thể đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn muốn. Kể từ giây phút đó, cuộc sống trên cạn đã không còn trong kế hoạch tương lai của Ballast nữa. Vào năm 23 tuổi, ông được bổ nhiệm vào Deep Submergence Group. Tại đây, ông đã giúp sức trong việc phát triển các kỹ thuật tìm kiếm dưới đáy đại dương. Thành tựu lớn nhất của ông là việc sáng chế Avin, một loại tàu ngầm nhỏ, dễ di chuyển, có thể chở 3 người. Nó cũng có một cánh tay cơ khí bên ngoài,
được thiết kế nhằm thu thập mẫu vật dưới nước trong khi thuyền viên vẫn an toàn và khô ráo trong tàu. Tàu ngầm Erin nhanh chóng chứng tỏ được tính hữu dụng đối với nhiều công việc khác nhau. Ví dụ như có lần nó được sử dụng để tìm kiếm một chiếc máy bay rơi xuống biển. Nhưng Erin cũng gặp phải nhiều sự cố. Có lần nó bị một con cá kiếm tấn công và phải nhanh chóng nổi lên mặt nước. Con cá kiếm còn mắc kẹt trong lớp vỏ bên ngoài của tàu ngầm nên đã trở thành món ngon vào bữa tối hôm ấy. Vào tháng 10 năm 1968, khi Erin đang được hạ thủy thì dây cá bị đứt. Sự cố này đã khiến nó lao xuống biển cùng với 3 thuyền viên trên tàu. Do con tàu nhỏ vẫn đang mở nắp nên nước ngay lập tức làm ngập khoang và nó nhanh chóng chìm xuống biển. May thay, cả đoàn đã thoát được, nhưng Erin thì mất dạng. Thời tiết xấu đã cản trở nhiều nỗ lực tìm kiếm con tàu. Mãi một năm sau đó, con tàu mới trở lại mặt nước. Sau này, Erin đã được cải tiến, thân tàu cứng cáp hơn nhờ Titan. Vì thế, nó có thể lặn được sâu hơn và hỗ trợ cho việc khám phá đại dương hiệu quả hơn nữa. Con tàu ngầm chuyên dụng này cực kỳ hữu ích đối với phần lớn trong số hơn 100 cuộc thám hiểm của Ballast. Người đàn ông này là một trong những cá nhân đầu tiên khám phá ra dãy núi dưới nước có tên Sóng Núi Giữa Đại Tây Dương. Và khi tìm thấy các lỗ thoát nhiệt ở Galapagos Reef vào cuối những năm 70, ông cũng đã hỗ trợ cho việc khám phá và ghi chép về quá trình hóa tổng hợp. Đây là một quá trình phức tạp, tại đó vi khuẩn sẽ sử dụng các phản ứng hóa học để tạo ra năng lượng. Nhưng khám phá lớn nhất vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Ballast khẳng định rằng ông không phải là fan cuồng của Titanic, nhưng rồi ông lại bị ám ảnh với việc tìm kiếm con tàu sau khi chứng kiến những nhà thám hiểm khác cố gắng rồi thất bại. Ông nói rằng, vào thời đó, Titanic giống như đỉnh Everest vậy. Nhiều người đã thử tìm nó. Những cá nhân mà tôi nghĩ là sẽ thành công và chắc chắn phải thành công lại bỏ tay. Ballast nghĩ đến việc tìm kiếm con tàu này từ tận năm 1973 và 4 năm sau ông đã ra tay. Ông sử dụng tàu cứu hộ biển sâu Sea Probe. Đây là một tàu khoang được trang bị camera và thiết bị sonar. Nhưng rồi ông buộc phải dừng lại khi đường ống khoang bị vỡ. Cũng tại ông chưa gặp thời thôi. Vào đầu những năm 80, một công nhân khai thác dầu ở Texas tên là Chuck Grimm đã cố gắng tìm xác tàu 3 lần. Một lần nọ, Grimm đã ở ngay phía trên Titanic, nhưng thiết bị của anh không thể phát hiện ra nó. Đúng là đen thôi, đỏ quên đi. Ballast kiên nhẫn chờ đợi. Ông ấy cần một kế hoạch và cả những sự trợ giúp nữa. Vấn đề đầu tiên là lặn xuống đáy Đại Tây Dương. Mức sâu nhất ông đã từng tới trước đó là 6.100m. Chuyến đi này kéo dài 3 giờ đồng hồ. Đấy là còn chưa kể chiều về. Ballast biết mình có thể sử dụng Erin. Tại thời điểm này, nó đã được nâng cấp bằng vỏ Titan và có thể chống chịu sức ép của đại dương. Nhưng ông cũng cần thứ gì đó không bắt buộc mình phải xuống đáy biển cùng. Lý tưởng nhất sẽ là một tàu ngầm điều khiển từ xa, không người lái. Nhưng trước tiên, ông phải chế tạo ra nó đã. Ông đã liên hệ với chính quyền và hy vọng rằng họ sẽ hỗ trợ kinh phí cho dự án của mình. Dẫu không quan tâm đến Titanic cho lắm, nhưng những người cầm quyền vẫn sẵn lòng giúp đỡ Ballast. Tuy vậy, có một điều kiện. Trước tiên, Ballast phải tập trung vào tìm kiếm hai tàu ngầm Treasure và Scorpion đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương vào thập niên 60. Các nhà chức trách hy vọng rằng họ có thể nghiên cứu chúng để biết được lý do tại sao hai chiếc tàu ngầm này lại chìm. Họ cũng muốn tìm hiểu xem liệu họ có thể trục vớt chúng hay để chúng lại đáy biển sẽ an toàn hơn. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, Ballast mới được tự do dùng khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng để tìm kiếm tàu Titanic. Do không có ai khác tài trợ nên Ballast đành nhận lời. Thế là ông bắt tay vào việc. Đầu tiên, ông chế tạo ra hai thiết bị mới. Argo là một cái xe trượt dạng kéo, không người lái và được trang bị camera. Nó được thiết kế để chụp ảnh và quay phim nhờ một loạt những chiếc camera gắn trên đó. Argo có thể hoạt động ở độ sâu lên tới 6.100m và cũng có thể khám phá gần 98% đáy đại dương. Argo sẽ được buộc vào một con thuyền.
khi thuyền di chuyển, nó sẽ được kéo đi với trạng thái lơ lửng ngay phía trên đáy đại dương. Sau đó, camera sẽ truyền hình ảnh lên bề mặt. Thiết bị thứ hai là một phương tiện robot nhỏ có tên Jackson GR. Giống như Alvin, nó cũng được điều khiển từ xa. Nhờ đó mà thuyền viên bên trong tàu ngầm có thể lại gần các vật thể dưới nước và chụp ảnh chúng. Ballard đã sẵn sàng. Ông biết mình phải nhanh chóng tìm ra những chiếc tàu ngầm đó. Và ông đã không mất quá nhiều thời gian. Thật may mắn khi việc tìm kiếm tương đối đơn giản và ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn dư 12 ngày. Với gần 2 tuần để tìm kiếm con tàu Titanic, ông đã lên đường để khám phá đại dương. Ông tập trung tìm kiếm gần Newfoundland, Canada và kéo Argo men theo đáy đại dương rồi xem lại những hình ảnh mà nó chụp được. Sau vài ngày không có gì thì cuối cùng họ cũng đã tìm thấy các tấm thân tàu có đinh tán và một nồi hơi. Có phải nó không? Ngày hôm sau, một mũi tàu lớn đã lộ ra. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1985, Ballard và các thuyền viên biết được rằng họ đã tìm thấy con tàu khét tiếng. Khám phá này đã mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ballard rất phấn khích khi trở thành người đầu tiên tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng của Titanic. Nhưng ông cũng choáng ngợp vì nỗi tiếc thương những người đã gặp nạn trong vụ đắm. Thủy thủ đoàn đã khám phá xác tàu trong 4 ngày tiếp theo. Họ tìm thấy đài hoa tiêu, nơi thuyền viên lần đầu tiên phát hiện tảng băng. Ngoài ra, bằng chứng về việc con tàu khổng lồ đã vỡ làm đôi trước khi chìm cũng đã được tìm thấy. Đó chính là hai nửa của con tàu. Trên tàu có đồ đạc và dụng cụ ăn uống. Và đáng buồn thay, một số đôi giày da của những cá nhân xấu số còn nằm rải rác dưới đáy biển. Ballard thành công trong nhiệm vụ mà người khác không thể thực hiện và ngay lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Và có lẽ bạn đang cho rằng việc xác định được vị trí của Titanic đã là quá đủ. Nhưng Ballard lại không nghĩ thế. Vào năm 2019, ông đã tham gia giải đáp một bí ẩn khác, sự mất tích của Amelia Earhart. Earhart mong muốn được trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Đáng buồn thay, bà đã biến mất ở đâu đó tại Thái Bình Dương vào năm 1937. Bà và máy bay của bà vẫn chưa được tìm thấy. Ballard hy vọng rằng may mắn với con tàu Titanic sẽ giúp ông tìm ra vị trí rơi của Earhart, nhưng chuyến thám hiểm của ông đã không mang đến kết quả. Tuy Robert Ballard đã tìm thấy nhiều xác tàu đắm hơn bất cứ ai, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người ta ước tính rằng có hơn 3 triệu con tàu đắm dưới đáy đại dương, nhưng Ballard mới tìm thấy được 100. Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi, ông vẫn hy vọng rằng mình sẽ khuyến khích được lớp trẻ tiếp tục công việc khám phá đại dương cùng nhiều bí ẩn của biển cả. Vào năm 1989, ông khởi động dự án học tập Jackson nhằm truyền cảm hứng cho học sinh tiểu học theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ông cũng sở hữu một tàu nghiên cứu tên E.V. Nautilus. Nó được đặt theo tên của chiếc tàu ngầm trong tiểu thuyết của Jules Verne. Đây chính là sự tôn vinh đối với câu chuyện đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp của ông. Khi con tàu Titanic bắt đầu hành trình định mệnh, nó nặng khoảng 52.000 tấn. Vậy ngay từ đầu, làm thế nào mà họ có thể đưa nó xuống nước được? Bước 1. Tìm cả tấn xà phòng và chất béo tự nhiên. Bước 2. Đổ tất cả lên đoạn đường phía trước tàu Titanic như một đường trượt nước khổng lồ vậy. Họ thậm chí còn bôi dầu mỡ khắp bên ngoài con tàu để đảm bảo nó không bị chảy xước, móp méo hoặc bị rách ra. Cứ như vậy, con tàu Titanic nhẹ nhàng thả mình xuống nước, khiến công nhân và chủ tàu thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì giai đoạn này đã diễn ra tốt đẹp. Khi người ta xây dựng đập Aswan ở Ai Cập, họ cần phải dọn dẹp một khu vực rộng lớn để làm hồ nhân tạo. Gần 100.000 người đã phải chuyển nhà. Đây là giai đoạn dễ dàng. Các kỹ sư sau đó phải cố gắng di chuyển hai ngôi đền cổ đại khổng lồ của Ai Cập. Nếu không, chúng sẽ bị chìm dưới nước vĩnh viễn. Giải pháp ư? Huy động hàng ngàn kỹ sư và thợ xây. Hai ngôi đền được xây dựng trên một ngọn núi. Vì vậy, trước tiên họ phải nhấc chúng ra bằng máy ủi và búa khoan. Sau đó họ phải tách chúng ra thành từng phần, giống như lắp ghép Lego khổng lồ vậy. Những bức tượng, mái nhà, tường, điêu khắc, bộ Lego này thật xinh xắn. Sau đó họ chia ngôi đền thành từng mảnh nhỏ, có tổng cộng hơn 1.000 mảnh.
mỗi mảnh nặng bằng 3 con voi. Vậy họ đã ghép tất cả lại với nhau ở đâu? Cũng trên ngọn núi đó, chỉ là ở vị trí cao hơn trước 61 mét. Mất tới 5 năm với chi phí khoảng 300 triệu đô tính theo giá ngày nay, tôi nghĩ ngay cả các pharaoh cũng phải ấn tượng. Bây giờ giả sử bạn khát nước, vậy nên bạn lấy một cốc nước. Nhưng nguồn nước đó đến từ đâu? Ở Ả Rập Saudi, nó đến từ nước mặn. Bạn chỉ cần lấy muối ra, chuyện nhỏ ấy mà. Việc đó cần thiết bị bay hơi. Thiết bị này của Ả Rập Saudi cung cấp nước ngọt cho 300.000 người. Không tệ ở nơi có rất nhiều sa mạc nhé. Thiết bị bay hơi nặng 5.000 tấn và nó khá lớn, tương đương với 10 sân bóng rổ. Họ đã thuê một con tàu đặc biệt để đưa nó từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út, nhưng thậm chí con tàu cũng quá nhỏ. Sau khi làm con tàu lớn hơn một chút và thực hiện chuyến hành trình xuyên lục địa thành công, thiết bị bay hơi cuối cùng đã về đến Trung Đông. Sau đó thật dễ dàng, chỉ cần lấy 30 xe tải đầu kéo và kéo thôi. Khá ấn tượng nhỉ? Nhưng thứ lớn nhất từng di chuyển trên trái đất còn lớn hơn rất nhiều. Hãy đến với dàn sản xuất khí đốt Troll A của Na Uy nhé. Nó nặng hơn cả con tàu Titanic và cao hơn cả tòa nhà Empire State. Nhưng các kỹ sư không hề sợ hãi, mặc dù họ đã phải kéo dàn sản xuất đó đi suốt 193 km từ bờ biển. Họ đã nối 10 chiếc tàu rất khỏe và kéo nó đi trong suốt một tuần. Dàn sản xuất khí đốt có giá trị khoảng 1 tỷ đô la, vì vậy họ phải rất cẩn thận. Những chiếc tàu thực sự đã kéo nó theo mọi hướng để giúp nó ổn định, sau đó từ từ tiến ra biển. Khi ra được đến đó, người ta cố định 4 chân vững chắc của nó với dàn bê tông, với khối lượng đủ để xây 200.000 ngôi nhà. Phần đó của biển có thể khá gồ ghê, vì vậy họ phải đảm bảo rằng nó sẽ không di chuyển. Khí đốt tự nhiên có thể bốc cháy, ngay cả khi ở giữa biển. Bạn sắp rời thị trấn, nhưng bạn đã quen với ngôi nhà, căn bếp lớn và lò sưởi ấm cúng của mình. Không vấn đề gì, hãy mang theo ngôi nhà của bạn. Khoảng 500 năm trước, khi một kiến trúc sư người Ý đang xây dựng tòa nhà thị chính của thành phố, thì tháp chuông của nhà thờ đã cản trở quá trình. Giải pháp là bốc gọn tháp và chuyển nó đi. Kiến trúc sư đã xây dựng một khung gỗ xung quanh tháp và di chuyển nó bằng cách sử dụng dây thừng, ròng rọc và rất nhiều nhân công. Kể từ đó, rất nhiều tòa nhà đã được chuyển đi khắp nơi, nhưng những gì xảy ra ở Trung Quốc đã thay đổi mọi thứ. Năm 2004, các kỹ sư đã dịch chuyển tòa nhà Fugang đi khoảng 37 mét. Đây là tòa nhà nặng nhất từng được di chuyển, nhưng chỉ mất 11 ngày. Họ đã làm việc ngày đêm để hoàn thành nhanh như vậy. 10.000 năm trước, một thiên thạch đã rơi xuống Greenland. Đó là nguồn cung cấp sắt duy nhất cho người dân địa phương. Họ đã bắt đầu bẻ ra từng mảnh sắt để làm dao, lao móc, đầu mũi tên và thậm chí cả đồ trang sức. Quả là may mắn. Qua thời gian, người dân địa phương đã chia thiên thạch có tên là Cape York ra thành nhiều mảnh. Nhà thám hiểm Bắc Cực Robert Peary muốn mang mảnh lớn nhất trở về Mỹ. Làm thế nào để di chuyển 30 tấn đá không gian mà không có xe tải hay đường nhựa? Hơn nữa, đó là năm 1897. Thời tiết thì lạnh cóng. Mất 3 năm nhưng Peary đã làm được. Cuối cùng ông đã xây dựng tuyến đường sắt với sân ga đặc biệt để kéo khối đá đến bờ biển gần nhất. Đó là tuyến đường sắt đầu tiên và cuối cùng ở Greenland. Peary đã bán thiên thạch với giá 40.000 đô. Ngày nay con số đó là khoảng 1 triệu đô. Năm 2012, nghệ sĩ Michael Heiser đã dựng một tảng đá nặng 340 tấn trên lối vào bảo tàng nghệ thuật hạt LA, được gọi là Levitated Mass. Dựng lên thì dễ, nhưng đưa nó đến đó thì sao? Không dễ đâu. Họ phải sử dụng một xe kéo dài 88 mét và 6 xe tải khác nhau. Họ chỉ lái xe vào ban đêm, hơn 160 km qua 22 thành phố. Phần khủng nhất đó là nó đã tiêu tốn tới 10 triệu đô la. Con tàu Vasa của Thụy Điển đóng khoảng 400 năm trước và cực kỳ nổi tiếng. Mọi người ấn tượng bởi kích thước, cách trang trí đẹp mắt và các bức điêu khắc bằng vàng của nó. Lần đầu tiên ra khơi nó đã bị chìm. Tại sao? Do một cơn gió. Ôi trời! Nhưng khoảng 80 năm trước, họ đã quyết định kéo nó lên. Có một cách là lấp đầy con tàu bằng những quả bóng bàn và đóng băng nó trong một khối đá. Nhưng thay vào đó, họ chỉ buộc thừng xung quanh và sử dụng 18 máy nâng để kéo nó dọc theo đáy biển đến một khu vực nông. Từ đó, việc nhấc con tàu lên khá dễ dàng. Nó chủ yếu được làm bằng gỗ, không có nhiều kim loại. Con tàu vẫn còn khá tốt nhờ nước biển lạnh, thậm chí nó còn tự nổi. Tàu con thoi Endeavour đã thực hiện 25 sứ mệnh vào không gian và vào năm 2012, NASA quyết định cho nó được nghỉ ngơi. Chỗ nó nghỉ hưu là Trung tâm Khoa học California.
con tàu khổng lồ này được đưa lên xe kéo và kéo qua LA với tốc độ đáng kinh ngạc là 3,2 km/h. Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng mà một con tàu vũ trụ đi qua thành phố lớn. Họ phải dọn dẹp một con đường khá lớn và cuối cùng phải chặt bỏ rất nhiều thứ cản trở như cột đèn, đèn giao thông, đường dây điện và thậm chí hơn 400 cây xanh. Đừng lo, họ đã quyên góp được rất nhiều tiền từ quá trình này, đủ để trồng hơn 800 cây mới. Tượng nữ thần tự do không được xây dựng ở Mỹ mà là ở Pháp. Sau 9 năm làm việc chăm chỉ, cùng một lượng đồng và sắt rất lớn, bức tượng đã sẵn sàng để trao tặng cho nước Mỹ như là một biểu tượng của tình bạn. Gửi nó qua đường bưu điện sẽ tốn rất nhiều xốp bong bóng để gói. Vì vậy họ quyết định vận chuyển nó bằng đường thủy. Bức tượng được chia thành 350 mảnh, bỏ vào thùng và chuyển đến New York. Họ đã mất tới 4 tháng để lắp ráp tất cả các mảnh lại với nhau. Cùng gặp Barger 288, máy xúc tự vận hành và phương tiện vận chuyển trên cạn lớn nhất hành tinh nhé. Con quái vật này có thể nâng hàng ngàn chiếc xe mỗi ngày. Nó hoàn thành công việc ở một mỏ đá và phải chuyển sang mỏ khác. Việc gỡ nhỏ phương tiện này ra rồi vận chuyển và ghép nó lại với nhau sẽ không hợp lý. Vì vậy nó sẽ tự chạy đến nơi. Phải mất tới 3 tuần và chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 0,8 km/h. Để ngăn không cho Barger phá hủy mọi thứ khi nó chạy qua, các kỹ sư đã đi trước, trồng cỏ, phủ sỏi và đất lên những con đường. Bây giờ bạn đang đi bộ trên đường phố ở Pháp, bạn thấy vài quán cà phê. Có thể là một tiệm bánh xinh xắn và tuabin khí lớn nhất thế giới, tên là Harriet. Công việc của Harriet là gì? Giữ cho đèn luôn sáng trong hơn 700 ngôi nhà ở Pháp. Chiếc tuabin khổng lồ này nặng bằng 2 máy bay chở khách cỡ lớn và phải đi qua Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan. Kim tự tháp Giza vĩ đại ở Ai Cập được tạo thành từ hơn 2 triệu khối đá khổng lồ. Không có xe kéo hay máy kéo, chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp xưa cũ mà thôi. Mỗi khối đá nặng hơn 2,5 tấn, tương đương với 30 người giống tôi. Những người thợ xây thậm chí không có kim loại nặng như sắt hoặc thép, họ chủ yếu sử dụng các mảnh gỗ và búa tạ bằng đá. Bạn đã bao giờ tự hỏi hiện nay con tàu Titanic còn sót lại những gì chưa? Nếu bạn không phải là người sống cô lập không hay biết gì về thế giới bên ngoài, bạn chắc chắn đã biết rằng đã hơn 100 năm kể từ khi con tàu nổi tiếng nhất thế giới trở thành xác tàu. Tàu RMS Titanic, tàu biển lớn nhất thế giới từ đầu những năm 1900, bị chìm trong chuyến hành trình đầu tiên chỉ vài ngày sau khi rời cảng. Con tàu va phải một tảng băng trôi vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, nhấn chìm hơn 1.500 hành khách trong tổng số hơn 2.200 người trên tàu vào thời điểm đó. Điều này nghe có vẻ sốc, con tàu Titanic đã mất hơn 3 năm để đóng và chỉ mất 3 tiếng để chìm. Và nếu là ngày nay, con tàu sẽ tiêu tốn hơn 210 triệu đô la để chế tạo. Titanic được nhìn thấy lần cuối trên Đại Tây Dương lúc 2 giờ 20 sáng và trong nhiều thập kỷ, đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó. Mãi đến năm 1985, người ta mới phát hiện ra tung tích của con tàu nhờ nhà hải dương học Robert Ballard. Và một số bộ phận của con tàu Titanic một lần nữa được nhìn thấy. Một trong những khám phá đầu tiên trong chuyến thám hiểm của Ballard là con tàu thực sự đã bị gãy làm đôi trước khi chìm. Trước đó, những sứ mệnh thám hiểm phần đáy đại dương nơi con tàu Titanic hiện đang nằm chỉ có thể nhìn thấy thân tàu và bon tàu. Theo Ballard, mục đích chính của những nhiệm vụ này là tìm hiểu cách bảo vệ những tàn tích không bị xuống cấp. Một mục tiêu khác là thu hồi số lượng khổng lồ vật dụng cá nhân nằm rải rác dưới đáy biển. Nhà thám hiểm sau đó cho biết, quang cảnh dưới đáy vừa gây sốc vừa xúc động. Trong đống mảnh vỡ xung quanh xác tàu, nhà hải dương học đã phát hiện ra rất nhiều đồ vật nhỏ và đồ dùng cá nhân. Trong đó có nhiều đồ vật được ông mang lên mặt nước. Có những đôi giày, một số đôi sang trọng hơn những đôi khác. Có những mảnh quần áo thuộc về các thành viên thủy thủ đoàn. Có những cánh quạt rất lớn. Nếu trên bề mặt, chúng lấp lánh và tỏa sáng, thì dưới đáy đại dương, chúng bị cát vùi lấp và nuốt chửng. Ballard chỉ ra rằng khu vực nơi đồ dùng nhà bếp vương vãi trải dài hơn 1,5 km. Có đủ đĩa, son, nồi cho cả một bếp ăn công nghiệp. Lần đầu tiên, cảnh phim hoạt hình 3D tiết lộ những hình ảnh thú vị. Các mô phỏng cho thấy quá trình từ lúc Titanic ra khơi lần đầu tiên vào năm 1912 cho đến tình trạng đổ nát của nó ngày nay. Nhưng những mô phỏng là không đủ đối với nhà thám hiểm biển sâu James Cameron, người đã hình dung ra chuyến du hành tới tâm của xác tàu lần đầu tiên trong lịch sử của con tàu. Đúng vậy, chính James Cameron, người tình cờ là đạo diễn của một bộ phim rất nổi tiếng về con tàu này. Hiện ông đã lặn 33 lần để thăm xác con tàu Titanic.
đây là một số mẫu chuyện vui dành cho bạn. Vị đạo diễn nói rằng niềm đam mê thực sự của ông là đại dương, và rằng ngay từ khi còn là một đứa trẻ, ông đã luôn muốn nghiên cứu về biển. Làm đạo diễn chỉ tình cờ là công việc hàng ngày của ông. Và khi cơ hội làm đạo diễn phim Titanic xuất hiện, ông đã nói đồng ý để có thể đi xem tang tích của con tàu trong đời thực. Bây giờ hãy trở lại xác tàu. Theo James Cameron, tiếp cận phần bên ngoài của con tàu là chưa đủ đối với các nhà nghiên cứu. Họ cần vào bên trong, phân tích và chụp những đồ nội thất xa hoa còn sót lại của con tàu biển lớn nhất thế giới một thời này. Cameron đã điều khiển một phương tiện robot sáng tạo có trang bị camera. Nó giúp tiết lộ những khu vực trên tàu Titanic mà chưa ai từng thấy trước đây vì con tàu đã chìm xuống đáy. Ví dụ, các phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có những bức tường lát gạch gần như nguyên vẹn. Những phòng tắm này chỉ dành riêng cho hành khách hạng nhất. Chúng nằm ngay cạnh phòng tắm công cộng và phòng ăn hạng 3, được thiết kế theo phong cách Moorish. Những người nghỉ ngơi ở đó có thể lấy chăn sưởi ấm và yêu cầu phục vụ mang cho họ bất cứ thứ gì họ cần. Nếu những bức ảnh trước khi xảy ra thảm họa thật đáng kinh ngạc, thì giờ đây chúng mang một yếu tố bất ngờ khác khi mọi thứ bạn thấy trong đó đều ở dưới mặt nước. Một khám phá gây sốc khác là cột buồm của con tàu. Nếu chúng ta nhìn con tàu Titanic trong vinh quang trước khi chìm, cột buồm thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Nằm trên mũi của con tàu khổng lồ, cột buồm kết nối các dây cáp truyền dẫn cho hệ thống Marconi, một hệ thống điện báo không dây. Đó cũng là nơi lá cờ thương mại Anh trên tàu Titanic tung bay. Cột buồm ở độ cao hơn 30 mét một chút và được trang bị một đài quan sát. Ngày nay, không thể nhận ra cột buồm bị ăn mòn nên nó đã sụp đổ. Đài quan sát cũng vỡ tan tành. Giờ đây, chúng ta có thể hiểu tại sao tàu Titanic lại là một kho báu đối với các nhà thám hiểm biển sâu. Nhưng vì xác con tàu nằm ở độ sâu xấp xỉ 3.800 mét, nên không có ánh sáng mặt trời ở đó. Vì vậy, các nhiệm vụ thử nghiệm để khảo sát khu vực phụ thuộc vào thiết bị công nghệ cao cấp. Bạn nghĩ tại sao tàu Titanic mất tích trong mắt mọi người hơn 70 năm? Chà, vì lúc ấy, công nghệ chưa đủ tiên tiến để mọi người có thể xuống đó, cũng như quay lại những thước phim chất lượng về xác tàu. Các nhà làm phim là những người đã thúc đẩy công nghệ này phát triển bằng cách cố gắng quay phim dưới nước. Họ bắt đầu bằng cách làm các thùng chứa để đặt máy ảnh của họ bên trong. Và giờ đây, chụp ảnh dưới biển sâu đã rất tiên tiến và khiến chúng ta kinh ngạc trước sự tuyệt vời của cuộc sống dưới nước. Tất nhiên, chụp ảnh dưới biển không phải là điều dễ dàng. Một mặt, để chịu được áp lực kinh khủng dưới đó, tàu ngầm cần phải rất mạnh và có thành dày, không được mỏng hơn 30cm. Ngoài ra, các nhà thám hiểm cần hiểu cách quay phim và chụp ảnh khi hầu như không có ánh sáng xung quanh. Còn một điều khác khiến việc quay phim tàu Titanic gặp khó khăn hơn, đó là khi xác con tàu được các nhà khoa học phát hiện lại, nó bị bao phủ bởi vi khuẩn gỉ sét màu đỏ, khiến việc chụp ảnh rõ nét càng khó hơn. Khi chụp, màu đỏ không phản chiếu tốt dưới nước. Việc này rất không may cho các nhiếp ảnh gia. Vì lý do đó, các phương tiện do con người vận hành để khám phá tang tích được trang bị các thiết bị chiếu sáng mạnh. Khi bạn nhìn thấy một số bộ phận của tàu Titanic từ xa, chúng trông như thể sáp màu nâu đỏ nhỏ giọt khắp tang tích của con tàu. Nhưng trên thực tế, những cấu trúc hình bán này là những nhóm vi sinh vật. Khi con tàu chìm, nó mang theo một lượng lớn vi khuẩn chưa từng có dưới đáy đại dương trước đây. Nhưng bây giờ, những vi khuẩn này cùng với điều kiện khắc nghiệt dưới đáy đại dương đã biến thành một tổ hợp nguy hiểm gây hư hại cho con tàu. Những nhóm vi sinh vật màu đỏ này ăn sắt và thép. Về cơ bản là tất cả những gì còn lại của tàu Titanic. Một loại vi sinh vật trong số đó là vi khuẩn có tên Halomonas titanicae. Chúng có thể ăn tới 100kg sắt mỗi ngày. Điều này khiến tàu Titanic trở thành một nguồn thức ăn khổng lồ cho chúng. Đã có rất nhiều suy đoán liên quan đến tuổi thọ của xác tàu sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra lớp gỉ kỳ lạ này. Nhưng theo Cameron và nhóm nghiên cứu của ông, tàu Titanic sẽ không sớm tan rã. Một trong những chuyến thám hiểm mới nhất về xác tàu có một phương tiện điều khiển được tài trợ để xác định cụ thể một phòng ngủ riêng. Nó thuộc về một hành khách rất quan trọng, ngài Benjamin Guggenheim. Vâng, giống tên bảo tàng ấy. Guggenheim là con trai của một ông trùm khai thác mỏ và là thành viên của nhóm cấp cao có mặt trong chuyến hành trình xuyên Đại Tây Dương của con tàu Titanic. Sinh ra ở Philadelphia, Guggenheim đã trở về quê nhà ở Mỹ, nhưng như tất cả chúng ta đều biết, ông không bao giờ đến được đích cuối cùng.
với mức giá dao động từ 400 đến 800 bảng Anh vào năm 1912, tương đương 84.000 bảng Anh ngày nay. Người ta có thể đặt một phòng ngủ riêng. Phòng này trên tàu Titanic là loại phòng hạng nhất và sang trọng nhất. Chúng ở trên bon B hoặc C và được trang trí theo hơn 11 phong cách khác nhau từ thời phục hưng Jacobin, Georgia, Ý và danh sách vẫn còn dài. Những căn phòng này có rất nhiều tấm ván chạm khắc và đồ gỗ làm từ những loại gỗ quý hiếm, ví dụ như gỗ gụ, gỗ sồi. Guggenheim đã ở trong một căn phòng sang trọng như vậy, và 100 năm sau, một trong những hậu duệ của ông đã tài trợ toàn bộ cho một sứ mệnh chỉ để xác định vị trí chính xác của căn phòng mà Guggenheim đã ở. Chuyến thám hiểm này đã trở thành một phim tài liệu của National Geographic và họ đã xác định được khoang nào là của Guggenheim. Cảm ơn họ rất nhiều. Vào đêm ngày 14 đến ngày 15 tháng 4 năm 1912, con tàu hiện đại nhất và không thể chìm đã va phải một tảng băng trôi và chìm. Và sự kiện đó vô cùng đáng sợ. Cứ tưởng tượng một con tàu du lịch khổng lồ có kích thước gấp vài lần tượng nữ thần tự do đắm vào một tảng băng cực lớn và chìm xuống mà xem. Trời tối và lạnh, bạn chỉ nghe được tiếng ầm ầm, tiếng kim loại vỡ và gỗ nghiến ken két. Xung quanh bạn toàn là nước băng giá của đại tây dương vô tận. Gần như không có kết nối nào với thế giới bên ngoài, không có điện thoại hay internet. Không ai khác trên hành tinh biết rằng con tàu đang chìm. Đó là một cơn ác mộng thực sự. Nhưng điều gây sốc nhất là những người có mặt trên tàu Titanic hôm đó không hề hoảng sợ. Họ đều bình tĩnh, có thể có chút lo ngại, nhưng mặt họ không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Để hiểu tại sao họ không sợ hãi khi xảy ra một trong những thảm họa lớn nhất của thế kỷ 20, bạn cần nhìn nhận mọi chuyện qua đôi mắt của họ. Bạn là một hành khách trên con tàu viễn dương khét tiếng. Khoang của bạn nằm ở một trong những bom trên cùng của con tàu. Bạn vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời với bạn bè trong bữa tối. Và bây giờ các nhạc công đang chơi một giai điệu đẹp. Bồi bàn đang phục vụ món tráng miệng. Bạn đi ra ngoài bom tàu và tận hưởng sự tĩnh lặng của đại dương hùng vĩ. Lúc này đây, bạn cảm thấy an toàn và thoải mái đến kỳ lạ. Bạn tự hào rằng mình là một trong những người đầu tiên trên thế giới đi trên con tàu công nghệ cao nhất hành tinh này. Bạn đi vào khoang ngủ và thức dậy vì một thủy thủ nhẹ nhàng gõ cửa và mời bạn lên bom. Có một vấn đề nhỏ nhỏ, nhưng không cần hoảng sợ, không vấn đề gì. Bạn sẽ rất vui khi ra ngoài ngắm bầu trời đêm. Khoảnh khắc con tàu va vào tảng băng trôi giống như một cú húc nhẹ và một số hành khách thậm chí còn không nghe thấy. Chỉ tới khi tiếp viên gõ cửa và yêu cầu họ ra ngoài thì họ mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Bạn đang ở trên bom, đã có rất nhiều người ở đây rồi. Mọi người ít nhiều đều bình tĩnh. Hành khách đang nói về chuyện có thể đã xảy ra. Nghe những cuộc trò chuyện xung quanh mình, bạn hiểu ra rằng hình như con tàu đang chìm. Bạn thấy cái ý tưởng này thật vớ vẩn, nhưng ngay cả khi nó là sự thật thì tất cả hành khách sẽ được sơ tán trên xuồng cứu sinh. Vào thời điểm đó, mọi người không hề biết rằng chỉ có một nửa số xuồng cứu sinh cần thiết. Hành khách chắc chắn rằng ai cũng sẽ được cứu. Cuộc sơ tán bắt đầu, phụ nữ và trẻ em đi trước, không ai hoảng loạn hay cố gắng xuống xuồng trước khi đến lượt mình. Tất cả nam giới đều cư xử lịch thiệp và giúp các thủy thủ sơ tán phụ nữ. Một hành khách muốn xuống xuồng với vợ mình, nhưng không phải vì anh ấy sợ ở trên tàu Titanic mà anh chỉ lo lắng. Đối với anh ấy, dường như ở trên xuồng không an toàn bằng ở trên con tàu khổng lồ. Anh ấy không muốn để vợ đi một mình. Nhưng thủy thủ đoàn giải thích tình hình và người đàn ông rút lui mà không hề phản kháng. Họ bắt đầu phóng pháo sáng lên không trung. Không ai để ý đến điều này. Mọi người đều cho rằng đây là quy trình tiêu chuẩn đối với một sự cố của tàu. Nếu có nhiều du khách dày kinh nghiệm trên tàu, họ sẽ hiểu pháo sáng được bắn ra vì con tàu đang gặp nạn. Có lẽ khi đó mọi người sẽ bắt đầu hoảng sợ. Nhưng đa số hành khách chỉ đơn giản là không để ý đến điều đó. Xuồng lần lượt được hạ xuống. Mọi người đang theo dõi cuộc sơ tán, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Không ai xô đẩy hay chen chúc, không ai la hét. Hành động của thủy thủ đoàn giúp các hành khách giữ bình tĩnh. Họ cố tình hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tình huống để ngăn chặn sự hoảng loạn. Có người nói rằng những xuồng được hạ thủy chỉ đơn giản là để đề phòng.
Ngoài ra, các thủy thủ cho rằng một con tàu cứu hộ đang hướng về phía tàu Titanic và chỉ cách đó vài dặm. Một số hành khách nói rằng đã nhìn thấy đèn của một con tàu khác. Những người đã ngồi trên xuồng muốn ở gần tàu Titanic hơn vì như vậy họ cảm thấy an toàn hơn. Nhiều hành khách chỉ đơn giản là không muốn tin rằng có chuyện nghiêm trọng đang diễn ra. Ngay cả khi được thông báo là con tàu đang chìm, họ vẫn không chấp nhận. Làm sao mà con tàu không thể chìm lại có thể chìm cơ chứ? Đây là cách trí óc con người hoạt động. Trong những tình huống cực đoan, nó từ chối tin rằng một điều tồi tệ sắp xảy ra. Bạn còn chẳng muốn nghĩ về nó. Một hành khách nói rằng cô ấy cảm giác như mối nguy hiểm đang bị phóng đại lên. Cô khẳng định tất cả mọi người sẽ quay lại tàu Titanic bất cứ lúc nào. Một số hành khách tuy có sợ nhưng cũng không muốn rời tàu. Các khoang ấm áp và con tàu an toàn nhất thế giới đang ở đây. Giải pháp thay thế là đại dương lạnh như băng và những chiếc xuồng cứu sinh nhỏ chồng chành. Có người từ chối rời tàu vì không tìm thấy hành lý của mình. Có người lại mang theo tất cả đồ đạc. Họ không muốn bỏ lại chúng trên con tàu đang chìm. Có rất nhiều người nhập cư trên tàu. Trong số đó, một vài người thậm chí còn không hiểu tiếng Anh. Các thành viên thủy thủ đoàn không thể giải thích cho họ chuyện đang diễn ra. Những hành khách này đã hiểu sai hướng dẫn của tiếp viên trong quá trình sơ tán. Họ không hiểu nổi chữ viết trên các biển báo sơ tán. Nhiều hành khách chắc chắn rằng một sự cố nào đó đã xảy ra trong khoang động cơ. Vấn đề sẽ sớm được giải quyết và tàu Titanic sẽ tiếp tục hành trình. Mọi người chỉ bắt đầu nhận ra rằng con tàu đang chìm khi nó dần nghiêng về phía trước và phần đuôi cũng dần nhô lên trên mặt nước. Đó là lúc những người xung quanh bạn bắt đầu hoang mang. Một số nhảy xuống nước, một số khác leo lên xuồng cứu sinh mà không xếp hàng chờ đợi. Nhưng nhìn chung không có sự hỗn loạn và cuồng loạn nào dù cho thực tế có khoảng 1.500 người trên tàu. Các nhà khoa học khẳng định rằng một số hành khách còn chẳng hề rời khoang của mình. Những người đó không chịu bỏ lại đồ đạc và không tin rằng chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Trong quá trình sơ tán, dàn nhạc vẫn chơi, điều này giúp trấn tĩnh mọi người. Họ nghe nhạc và cảm thấy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Âm nhạc vẫn phát trên tàu Titanic gần như đến phút cuối cùng, đến khoảng 2 giờ 5 phút sáng. Thủy thủ đoàn hạ chiếc xuồng cuối cùng xuống cùng hành khách. 15 phút sau, con tàu chìm xuống nước. Thậm chí sau thảm kịch, những hành khách còn sống vẫn không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra với họ. Họ nhớ cảnh xuống xuồng và đi ra khỏi con tàu khổng lồ. Và họ sẽ không quên cảnh nó chìm xuống nước. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, họ vẫn không thể nhận ra thảm họa khủng khiếp mà họ vừa trải qua là gì. Một thời gian sau đó, người ta bắt đầu viết sách, làm phim tài liệu và phim điện ảnh về sự kiện định mệnh đó. Tin tức về tàu Titanic xuất hiện trên mọi tờ báo, lan rộng trên khắp thế giới. Trong bất kỳ mô tả nào về ngày hôm đó, sự kiện ấy giống như một thảm họa khủng khiếp. Nhưng những người ở đó thừa nhận rằng họ không cảm thấy sợ hãi đến vậy. Họ chỉ không thể tin nổi những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Thảm kịch tàu Titanic có vẻ khủng khiếp với những người nghe về nó hơn là với những người đã thực sự có mặt ở đó. Nhiều người trên khắp thế giới đã từ chối đi trên những con tàu viễn dương lớn sau thảm họa đó. Họ sợ những mối nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy đến với họ. Ngược lại, rất nhiều hành khách sống sót sau thảm họa Titanic vẫn tiếp tục di chuyển bằng các con tàu khác. Có một phụ nữ sống sót sau 3 vụ đắm tàu, bao gồm cả tàu Titanic, và cô ấy vẫn tiếp tục đi du lịch. Và điều gì sẽ xảy ra nếu người ta cố gắng nâng con tàu Titanic lên khỏi đáy biển? Chuyện này xảy ra nhiều năm sau vụ đắm tàu. Sau đó, dự án tiêu tốn 5 triệu đô đã thất bại. Dây cẩu hàng được gắn vào một phần lớn của con tàu bị chìm. Các đầu khác của dây cẩu hàng được nối với động cơ diesel. Trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án, một tàu ngầm mini đã được sử dụng. Một phần nặng 21 tấn của Titanic đang được kéo lên thì một trong các dây cẩu bị đứt, và sau đó lần lượt các dây cẩu khác cũng đứt theo, mảnh tàu khổng lồ rơi trở lại đáy biển. Vào thời điểm đó, những người tham gia hoạt động giải cứu đã hết nguồn thực phẩm dự trữ, và vì bờ biển gần nhất ở khá xa nên họ quyết định không thử lần nữa. Đó là vào đầu năm 1912, một tảng băng khổng lồ đã tách khỏi một sông băng ở tây nam Greenland. Băng được tạo thành từ tuyết đã rời hàng ngàn năm trước sự kiện này, có lẽ đã xưa như thời voi ma mút còn lang thang trên trái đất. Tảng băng bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nó có kích thước khổng lồ,
dài hơn 520 mét và nặng hơn 75 triệu tấn. Nó cũng là một tảng băng rất hiền hòa, trôi xa các con tàu và các tuyến đường vận chuyển đông đúc. Sau đó, không hiểu sao, nó trôi về phía nam, xa hơn nhiều so với các tảng băng khác. Tảng băng của chúng ta thật may mắn. Những tảng băng khác đã tan chảy từ lâu trước khi chúng đến được vùng vĩ độ thấp này. Trong số 30.000 tảng băng trôi khỏi các sông băng của Greenland, chỉ 1% tới được Đại Tây Dương. Dù đã tan trong nước hàng tháng trời, khối băng đại bự này vẫn nặng gần gấp đôi cầu Cổng Vàng. Phần đỉnh của tảng băng cao bằng tòa nhà 10 tầng so với mặt nước biển. Vài ngày trước khi tảng băng của chúng ta trôi đến Đại Tây Dương, một con tàu tráng lệ đã rời cảng. Đó là một tàu hàng hải sang trọng chở hơn 3.000 hành khách và thủy thủ đoàn. Và lúc đó, nó là con tàu lớn nhất từng được đóng. Đó là tàu Titanic. Vụ va chạm xảy ra vào ngày 14 tháng 4, khi con tàu đang ở Bắc Đại Tây Dương cách Newfoundland 600 km. Không thể chuyển hướng, ít nhất 5 khoang trên thân tàu đã bị vỡ. Nước tràn vào với tốc độ đáng báo động. Các khoang của tàu Titanic không có nắp ở trên cùng. Bởi vậy, nước mới tràn qua và làm ngập các khoang tiếp theo. Phần trước của con tàu bắt đầu chìm xuống, khiến phần sau trồng lên không trung theo phương thẳng đứng. Và sau đó, với một tiếng gầm chói tai, tàu gãy làm đôi. Phần còn lại chỉ là dĩ vãng. Nhưng sau đó, điều gì đã xảy ra với tảng băng? Vào ngày 15 tháng 4, tàu viễn dương SS Prince Adalbert của Đức đã đi qua Bắc Đại Tây Dương. Nó đang ở cách xa vài dặm với nơi tàu Titanic bị chìm vài giờ trước. Trưởng tham vụ trên con tàu của Đức chưa biết gì về thảm họa, đã nhìn thấy một tảng băng trôi. Điều thu hút sự chú ý của anh ấy là một vệt sơn đỏ lớn dọc theo chân của tảng băng. Quá ngạc nhiên, người đàn ông đã chụp một bức ảnh về phát hiện của mình. Anh cho rằng vệt sơn này có nghĩa là một con tàu đã va phải tảng băng trôi trong vòng 12 giờ qua. Người tiếp theo nhìn thấy tảng băng và chụp một bức ảnh khác về nó là thuyền trưởng của một con tàu đặt cáp viễn thông dưới biển sâu. Con tàu đã được cử đến để trợ giúp tại khu vực tàu Titanic bị chìm. Sau đó, thuyền trưởng khẳng định là tảng băng mà ông nhìn thấy là tảng băng duy nhất trong khu vực đó. Thêm vào đó, màu sơn đỏ không khó để kết nối các dữ kiện. Vào năm 2015, một trong những bức ảnh này đã được bán đấu giá với giá hơn 32.000 đô la. Tuy nhiên, các chuyên gia không chắc liệu bức ảnh có thực sự chụp đúng tảng băng khét tiếng hay không. Biết đâu, đó chỉ là một tảng băng trôi ở gần khu vực vào thời điểm đó. Con tàu vĩ đại không thể chìm đã ra đi, chìm xuống đáy Bắc Đại Tây Dương và vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Nhưng tảng băng vẫn tiếp tục di chuyển, khiến một số nhân chứng bối rối và từ từ tan vào vùng nước xung quanh. Nó biến mất hoàn toàn trước cuối năm. Con tàu Titanic tội nghiệp vẫn chưa thể yên nghỉ. Sau khi bị phá hủy một lần, giờ đây nó đang trải qua lần phá hủy thứ hai, dưới đáy biển. Các chuyên gia nghĩ rằng sẽ không còn dấu hiệu nào của con tàu vào năm 2050. Gần đây, các nhà khoa học đã tổ chức một cuộc thám hiểm mới đến Titanic. Đã có những chuyến thám hiểm đầy thú vị vào năm 2021 và 2022. Họ đã nghiên cứu khảo cổ xác tàu đắm, lập bản đồ và chụp tới 8.000 bức ảnh đáng kinh ngạc. Và họ phát hiện ra rằng các thế lực của đại dương đang nuốt chửng Titanic nhanh hơn nhiều so với các con tàu khác. Trong khi đó, một vài con tàu đã nằm dưới nước trong nhiều thế kỷ và chúng vẫn ổn. Vậy tại sao lại như vậy? Đầu tiên, giống như bất kỳ vụ đắm tàu nào khác, Titanic đang dần bị khuất phục trước áp suất dưới đáy biển và nước mặn. Một số phần của sàn tàu đã sụp đổ. Bồn tắm của thuyền trưởng Smith đầy mảnh vỡ vì mái tàu rơi xuống đó. Cửa khoang nhân viên tàu cũng bắt đầu tan rã. Mũi tàu vẫn còn trụ vững, bị chôn vùi 18 mét trong bùn, giống như 25 năm trước. Nhưng nó cũng sẽ phải đối mặt với số phận không thể tránh khỏi một ngày nào đó. Một số cấu trúc trên tàu có thể tồn tại lâu hơn nhiều, có thể tới hàng trăm năm. Ví dụ các nồi hơi dày và động cơ piston. Nhưng các thành phần nhẹ hơn như lan can và gỗ sẽ tan rã. Một trong những yếu tố lớn nhất có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy một cách điên cuồng là các vi khuẩn đói. Titanic đang bị ăn mòn. Hóa ra, Titanic có loại vi khuẩn riêng biệt được gọi là Halomonas titanicae, và đúng vậy, nó được đặt theo tên con tàu. Loại vi khuẩn này được phát hiện trong các rusticle, đó là cách bạn gọi các khối rỉ trông giống như các khối băng. Chúng đang gặm nhấm thân tàu Titanic và các nhà khoa học lần đầu tiên tình cờ phát hiện ra chúng vào năm 2010 trong một cuộc thám hiểm xác tàu đắm. Những sinh vật nhỏ bé này từ từ ăn mòn thép.
chúng bám vào bề mặt thép, tạo thành những gò rỉ giống như núm. Những gò này bao phủ xác tàu Titanic và các lớp rỉ xốp sau đó tan thành bột mịn, giống như chúng đang cố biến con tàu thành bụi. Thêm áp suất nước cực lớn, nhiệt độ siêu lạnh và muối, vì thế sự phân hủy diễn ra nhanh chóng. Nhưng vi khuẩn không phải là vấn đề duy nhất. Có hai yếu tố chính quyết định thời gian một xác tàu có thể tồn tại sau khi chìm. Yếu tố đầu tiên là oxy, hay đúng hơn là mức độ thiếu oxy. Khi bạn đi xuống sâu hơn trong đại dương, mức oxy giảm đáng kể. Thật ngạc nhiên, điều này thực sự làm chậm quá trình phân hủy. Oxy rất quan trọng đối với sự sống, và nếu không có oxy, nhiều sinh vật đơn giản là không thể sống tốt ở đó. Ngoài ra, một số quá trình phân hủy hóa học như rỉ sắt cần oxy. Đó là lý do tại sao những con tàu bị chìm ở vùng nước nông hơn, dầu oxy thường bị hư hỏng nhanh hơn nhiều. Titanic đã nằm trong một khu vực có nồng độ oxy thấp và ban đầu điều này giúp bảo quản cấu trúc của nó tốt hơn. Nhưng sau đó nó đã tiếp cận loại vi khuẩn của riêng mình như một kiểu thú cưng cưng. Hóa ra là loại vi khuẩn này thích điều kiện oxy thấp, ai mà ngờ được cơ chứ? Có một lý do thú vị đằng sau điều này. Hầu hết các tàu thuyền trong suốt lịch sử cả trên và dưới nước đều được làm bằng gỗ. Điều này đã thay đổi vào những năm 1840 khi cách mạng công nghiệp nổ ra. Mọi người bắt đầu chế tạo tàu thuyền bằng kim loại, chủ yếu là sắt và thép như Titanic. Cuối cùng chúng bắt đầu trở nên lớn hơn và mạnh hơn. Ngoài Titanic còn có Lusitania và các tàu biển sang trọng khác. Thoạt nhìn tàu kim loại tốt hơn nhiều, chúng bền hơn tàu gỗ ngay cả khi ở dưới nước. Mặc dù chúng bị rỉ sét, chúng vẫn bền hơn tàu gỗ hàng chục lần. Gỗ phân hủy giống như một bữa tiệc cho động vật và vi khuẩn tìm kiếm chất hữu cơ để ăn ngấu nghiến. Ngay khi tàu gỗ chìm, chúng bắt đầu phá hủy nó gần như ngay lập tức. Một trong những thứ khó chịu nhất là giun tàu. Chúng được đặt tên như vậy vì chúng liên tục ăn và đào lỗ trên tàu gỗ. Những con giun này có thể phá hủy hoàn toàn xác tàu chỉ trong vòng 2 năm. Tất nhiên đây không phải là vấn đề đối với tàu kim loại, vì thép và sắt rất khó tiêu hóa. Vì vậy, chúng tồn tại được một thời gian nếu chìm trong vùng nước nông và ấm, không sợ oxy. Nhưng điều thú vị là điều này cũng diễn ra theo chiều ngược lại. Tàu kim loại cảm thấy khó chịu ở vùng nước sâu và lạnh. Một con tàu gỗ nếu bị chìm rất sâu sẽ tương đối ổn vì không có sinh vật nào ăn nó. Ví dụ, có ít nhất 60 vụ đắm tàu cổ đại được biết đến ở Biển Đen. Một vài con tàu trong số đó được tạo ra từ thời Hy Lạp cổ đại. Và chúng hoàn toàn ổn. Bạn thực sự có thể đọc được những dòng chữ khắc trên ván của chúng. Một trong số đó là một tàu buôn Hy Lạp có niên đại hơn 2040 năm trước. Bánh lái, ghế chèo và thậm chí cả đồ đạc trong khoang tàu vẫn được bảo quản hoàn hảo. Giờ đây nó được biết đến là xác tàu đắm nguyên vẹn lâu đời nhất. Nhưng ở vùng nước sâu, lạnh, vi khuẩn giống như những vi khuẩn ăn thịt Titanic lại được nuôi dưỡng từ sắt. Thông thường chúng lấy sắt từ các lỗ thông hơi địa chất dưới đáy biển như núi lửa dưới nước và những thứ tương tự. Nhưng giờ đây chúng cũng có con người để hỗ trợ nguồn cung cấp thực phẩm của chúng. Tất cả những điều này cung cấp cho chúng ta yếu tố quan trọng thứ hai của sự phân hủy, vật liệu. Vật liệu hữu cơ là những kẻ thua cuộc rõ ràng, đặc biệt là khi tiếp xúc với đại dương. Không chỉ vì vi khuẩn, mà còn vì chúng mỏng manh hơn nhiều so với vật liệu có nguồn gốc từ gốm, thủy tinh, đá hoặc kim loại. Để vật chất hữu cơ tồn tại, chôn vùi thường là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là các hóa thạch được chôn dưới lòng đất được bảo vệ tốt khỏi oxy và vi khuẩn, những tác nhân gây ra sự phân hủy nhiều nhất. Ví dụ như Mary Rose, một con tàu Tudor bị chìm vào thế kỷ thứ 16 ở gần Anh. Nhiều cấu trúc bằng gỗ và hiện vật của nó được bảo quản tốt, tất cả là nhờ được chôn trong bùn. Hoặc Ship of Gold, con tàu này bị chìm ngoài khơi bờ biển Bắc California vào năm 1857. Nó chứa rất nhiều kho báu, chính vì thế có tên gọi như vậy. Vào năm 1991, một cặp thợ lặn tình cờ có một phát hiện điên rồ. Một chiếc quần làm việc từ con tàu này. Chiếc quần đã 150 tuổi, nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn vì chúng được cất trong một chiếc dương da, được chôn và niêm phong trên con tàu vàng. Vì vậy, không có oxy hoặc vi khuẩn nào có thể tiếp cận được nó. Chủ nhân của chiếc quần, John Damon, đã sống sót sau vụ đắm tàu ngày hôm đó, nhưng tất cả đồ đạc của ông đều bị chìm. Chiếc quần được tìm thấy lại đã được bán đấu giá hơn $100,000 vào năm 2022.
Mặc dù Titanic sẽ bị phân hủy hoàn toàn, có lẽ vào năm 2050, nó sẽ có một số phận thú vị. Như đã đề cập, những xác tàu đắm này nằm ở một độ sâu khủng khiếp, khoảng từ 2.987 đến 6.096m. Ở đó có đồng bằng vực thẳm, một trong những nơi bằng phẳng nhất, hoang vắng nhất trên trái đất. Đó là một vùng biển bùn lầy trải dài vô tận. Thỉnh thoảng bạn có thể tìm thấy một số tảng đá và tảng đá lớn đâu đó xung quanh. Chúng ở đó vì bị cuốn theo sông băng trôi. Các sông băng vỡ thành các tảng băng trôi, giống như một trong những tảng băng gây ra thảm họa, và các tảng băng trôi thả những tảng đá này xuống đáy biển khi chúng tan chảy. Những nơi như thế này rất đáng sợ đối với con người, nhưng đối với các sinh vật biển nhỏ bé, chúng thật tuyệt vời. Khu vực rộng lớn, yên tĩnh này là nơi sinh sống của những con giun, đào, hang và các sinh vật nhỏ khác. Và một trong những nơi chúng thích nhất để phát triển mạnh là các xác tàu trong các vụ đắm đôi khi vẫn xảy ra. Titanic sẽ trở thành ngôi nhà của chúng, cái gọi là dạng san hô nhân tạo. Ngay cả sau khi phân hủy, cấu trúc của nó sẽ cung cấp nền tảng cho sinh vật biển, giống như một khung xây dựng. Những dạng nhân tạo như vậy tạo ra những túi sự sống nhỏ bất ngờ trong các sa mạc dưới nước. San hô thích mọc trên xác tàu đắm và điều này tạo ra một số cấu trúc cho các sinh vật nhỏ ẩn náu và làm tổ. Titanic đã biến đổi thành một nơi sống động với san hô và các loài động vật nhỏ. Những hình ảnh cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống. Các loài tôm và thậm chí cả cá đuôi chuột tò mò bơi quanh địa điểm này. Là một dạng san hô, Titanic sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ tới. Các nhà nghiên cứu rất hào hứng khi được thăm lại Titanic trong tương lai. Họ sẽ sử dụng công nghệ sonar và quét laser tiên tiến để khảo sát địa điểm đắm tàu và chụp một số bức ảnh chất lượng cao để hiểu rõ hơn về tình trạng của Titanic. Họ cũng tò mò về cách san hô phát triển trên xác tàu đắm so với các cấu trúc dưới nước khác, chẳng hạn như dạng san hô núi lửa. Tất cả những điều này sẽ hữu ích cho ngành sinh học biển và ngành đóng tàu.